Mời các bạn theo dõi chương 1441 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Về việc tại sao từ đầu chọc lại chọn con đường vô cùng mạo hiểm. Đây rốt cuộc là chuyện của số phận và bản thân từ đầu chọc. Trình Uyên không có quyền gì mà trách móc. Việc Trình Uyên chấp nhận từ lệ là em gái của mình chỉ là một động cơ và thôi thúc nhất thời. Bởi vì anh cảm thấy sự cô đơn bất lực của cô. Trời về khuya và gió biển ngày càng mạnh. Đi, anh của ta bế ngươi đi ăn cơm. Trình Uyên mỉm cười với tử lệ, Tử lệ lại gật đầu lia lia. Tốt, tốt, Trình Uyên đưa lưng cho Tử lệ. Cô em gái sững sờ một lúc. Lên đây, Trình Uyên thúc giục. Sau đó, Tử lệ bé mới tỉnh dậy. Và từ từ vươn tay qua cổ Trình Uyên và nhẹ nhàng nâng nó lên. Ấm áp, cô nức nở trong lòng. Trình Uyên bế cô đi vòng vòng trên bong và sau đó quay trở lại phòng ăn của cabin. Con tàu này không lớn cũng không nhỏ. Trên tàu có khoảng 20 nhân viên nên phải có đầu bếp. Bởi vì Trình Uyên là chủ nhân tất nhiên nhân viên trên tàu phải chăm sóc anh ta, cho nên một bàn đồ ăn ngon sẽ sớm được giao đến tận bàn. Dưới cái nhìn của Trình Uyên, từ lệ bé bỏng bắt đầu ngấu nghiến, Trình Uyên không ăn nhiều, nhưng nhẹ nhàng nhìn cô, tại thời điểm này, anh không cảm thấy tiếc cho từ lệ bé bỏng của cô, mà là một loại thương hại từ trái tim anh. Anh thực sự coi cô như một đứa em gái, rốt cuộc, anh ta chưa bao giờ có em gái, sau một thời gian ngắn, từ lệ bé bỏng miệng đầy dầu và kêu lên bụng đầy tiếng nấc dù nhận ra sự hớ hênh của mình và mỉm cười ngượng ngùng với trình uyên muốn thật sự nhận ra anh tôi đừng quá cố gắng cũng đừng làm ra vẻ muốn ăn uống bao nhiêu tùy ý mở miệng nói trình uyên nói tử lệ gật đầu và mỉm cười sau khi ăn no trình uyên lấy điện thoại ra và gửi một đoạn video wechat cho tử lệ chuyển cái này cho chị dâu của cậu cho tôi trình uyên cười nói tử lệ hơi giật mình tò mò lấy điện thoại di động ra đây là cái gì vừa định nhìn Cô đột nhiên cảm thấy thế giới quay cuồng, Trình Uyên ở trước mặt cô cũng bắt đầu quay, xoay người liền biến thành mấy cái, sau đó anh mềm nhũn ra và ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Đúng lúc này, hai nhân viên đi trước xông vào, một người cầm dao làm bếp và người kia cầm dao gọt hoa quả. Bao vây Trình Uyên, đừng ảnh hưởng đến em gái tôi, tự mình nhảy xuống biển. Trình Uyên cầm khăn ăn trên bàn lau miệng, lãnh đạm nói, hai người nhìn nhau, cuối cùng một người nói, "Quái, nhóc" người muốn cường giả khi chết sao đưa cho chúng tôi tất cả số tiền bạn có và tiền trong điện thoại di động của bạn sau đó đưa con gà này cho chúng tôi anh trai của chúng tôi hạnh phúc có lẽ chúng tôi sẽ để lại cho bạn một cơ thể thế còn thỏa thuận này không phải là tốt đối phó người kia cũng nghe răng cười nói thức ăn trên bàn có vấn đề trình uyên sáng sớm đã biết anh cũng ăn rồi chỉ là thuốc ngủ cấp độ này không có ảnh hưởng gì đến cấp độ của trình uyên anh ta không tổ chức từ lệ vì anh ta biết rằng thuốc sẽ không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến cơ thể. Cô, để cô ấy chìm vào giấc ngủ, ở một mức độ nào đó, là để trái tim cô ấy giữ lại sự ấm áp và ký ức do mối quan hệ gia đình ngắn hạn này mang lại. Có một khía cạnh khác, đó là tôi không muốn cô ấy nhìn thấy máu. Lão Vương, ngươi đang làm gì vậy? Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1442 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý chương 1446, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, ngay sau đó, có 5-6 người đi vào trong nhà hàng, ngoại trừ người nói, những người khác đều mặc quần áo lao động, hiển nhiên cũng là thuyền viên trên tàu, người cầm dao làm bếp hình như là lão vương đến từ trong đám người. Hắn cười tâu tuyết chỉ vào người cầm dao làm bếp nói, thưa thuyền trưởng, nếu ông vẫn muốn giữ con tàu này và giữ công việc kinh doanh duy nhất của mình, cứ ngoan ngoãn chết tiệt lão tử. Hôm nay không có chuyện gì, thuyền trưởng là một thanh niên chạc 30 tuổi, mặt mày xanh sao, không có dâu, dáng vẻ không thường xuyên ra khơi. Hắn trịnh trọng nói, đây là chúng ta chủ nhân, người phát điên cái gì? Lão Vương diễu cợt, cầm miệng đi, người tại sao lại dạy ta? Nếu không phải vì cha ngươi, ngươi tưởng ta sẽ ở trên thuyền giúp ngươi dọn dẹp đống hỗn độn này. Nói thật cho ngươi biết, sau khi lão đại, thuyền trưởng chết rồi, những kỹ thuật viên này trên tàu đều nghe lời ta. Ngươi đây là người để mắt tới. Có tin hay không ta đem mọi người đuổi đi, đội trưởng sắc mặt ảm đạm, nhưng lão Vương lại không nói nên lời. Lão Vương tiếp tục nói, thằng nhóc này tính tình hào sảng, xem ra là phú nhị đại bất tài, loại người này không biết đã hại bao nhiêu cô gái nhỏ rồi. Hôm nay ta cướp được ít tiền rồi ngủ với em gái nó. Nhân tiện, cướp của người giàu và giúp người nghèo cho các tầng trời." Anh ta nói, nháy mắt với người bạn đồng hành của mình. Họ cầm dao trong tay, đội trưởng không dám nhúc nhích, vì vậy tôi chỉ có thể đứng nhìn lão vương và một nhân viên kỳ cựu khác. Và dùng dao chém trình uyên, bùm, một âm thanh, khi mọi người nhắm mắt lại và không thể chịu được nhìn. Họ chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, sau một lúc, khi thuyền trưởng trẻ và một số thuyền viên xung quanh mở mắt. Tất cả đều bị sốc. Tôi nhìn thấy Lão Vương đứng ngay người trước mặt Trình Uyên. Ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ, sắc mặt tái mét, chân lắc lư lang băm như đang đứng trên ghế mát xa điện. Mùi nước tiểu bốc ra lại thấy nước dì ra từ đũng quần. Anh sợ hãi muốn đi tiểu, nhìn người kia đã bay ra ngoài 10 mét, đâm thủng vách ngăn cabin, bị một mảnh sắt cắt đôi thân thể. Tử vong, sức mạnh gì đây, đừng nói về lão vương. Tất cả mọi người trên tàu đều hoảng sợ, trong mắt những người bình thường này. Trước đây hôm nay không thể nghĩ rằng người ta có loại thực lực này. Và nhìn Trình Uyên một lần nữa, Phong khinh Vân bình tĩnh đứng đó, như không có chuyện gì xảy ra ngay cả lão vương cũng không nhìn thấy trình uyên di chuyển như thế nào hay anh ta hất văng người bạn đồng hành của mình ra sao em tự mình nhảy xuống hay để anh giúp trình uyên nhẹ giọng hỏi lão vương phập một tiếng lão vương hai chân quỳ xuống trước mặt trình uyên đại ca tha cho ta đại ca tha cho ta ta đều có lỗi trong chốc lát chủ tử ngươi tha mạng chó của ta nhiều lắm trước sự van xin cay đắng của lão vương trình uyên vẫn không hề lay chuyển anh liếc nhìn thuyền trưởng và thấy rằng ngoài sự bàng hoàng còn có một dấu vết của niềm vui không thể kiểm soát trên khuôn mặt của vị thuyền trường trẻ tuổi. Thay vì bất kỳ sự sợ hãi nào, và sau khi nghe những lời Lão Vương vừa nói, Trình Uyên cũng có thể đoán được đại khái, người ta ước tính rằng Lão Vương đã dựa vào các mối liên hệ của mình để hạ bệ đội trường trẻ tuổi. Người đội trưởng trẻ ước rằng mình sẽ biến mất. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1443 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Vốn dĩ Trình Uyên không muốn giết người cũng không phải là một kẻ giết người giỏi, nhưng vẫn có điểm mấu chốt, một khi đã vượt qua ranh giới, thì bất kể là ai, cũng sẽ chỉ có một kết cục, kể từ khi anh nhận từ lệ là em gái của mình. Cô ấy bây giờ là gia đình của anh, gia đình là điểm mấu chốt của Trình Uyên, xem ra là muốn ta làm, Trình Uyên lạnh lùng hỏi, không không, thấy Trình Uyên không có ấn tượng với lời cầu xin của mình. Lão Vương rốt cục bực bội nói, ta chính mình, chính mình nhảy xuống, trong đại dương mênh mông nhảy xuống căn bản không có khả năng sống sót nhưng dù vậy nó vẫn tốt hơn người bạn đồng hành của anh ấy lão vương nghiến răng nhảy xuống biển trình uyên không quan tâm đến điều này anh cúi người bé bé tử lệ lên nhẹ nói với người đội trưởng trẻ tuổi anh hãy bảo vệ nó khi nhìn lại anh sẽ bù đắp phần nào cho em cơ trưởng trẻ nói nhanh không cần bồi thường sự cố này là lỗi của họ nói xong anh ta nhanh chóng nháy mắt với mấy người khác mấy người đó mới hiểu ra mà ném hai nửa thân thể kia xuống thuyền trình uyên ôm từ lệ bé bỏng bước ra ngoài chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi nhưng đột nhiên cô lại liếc ra ngoài cửa sổ anh đột nhiên sửng sốt biển dậy sóng lớn ở đằng xa hai gã khổng lồ to lớn như núi lao lên khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống biển nhìn quen quen trình uyên lập tức nhớ ra trước đây họ đã từng chạm trán với loài thủy quái khổng lồ này ngay sau đó có quái vật biển bắn bánh lái sang trái và di chuyển về phía trước với tốc độ tối đa vị thuyền trường trẻ tuổi lập tức ra lệnh thân hình của loài thủy quái này rất to lớn, một con to bằng con tàu, nhưng tốc độ của chúng không nhanh lắm, thấy khoảng cách đã đủ xa, anh yên tâm, tuy nhiên, số phận của lão vương có thể hình dung được, đặt cô em gái lên giường trong phòng khách, đáp chăn cho cô bé, Trình Uyên mỉm cười đầy ẩn ý khi nhìn cô bé ngủ say. Vĩnh biệt em gái, gió đêm rất lạnh, Trình Uyên không sợ lạnh, đứng trên bong, hút một điếu thuốc, nhìn ra biển, mặc dù trong mắt người khác, biển vào ban đêm thật đáng sợ nhưng trong mắt trình uyên bây giờ cũng giống như ban ngày uống chút rượu để làm ấm cơ thể lúc này vị thuyền trường trẻ tuổi bước lên bong và đưa một chiếc bình phẳng cho trình uyên trình uyên không khách sáo sau khi uống một mùm rượu cay lão sư là phi thường hắn hẳn là không phải phàm nhân đội trưởng trẻ tuổi tươi cười hỏi trình uyên liếc nhìn anh nhàn nhạt nói ai cũng là người đã là người thì không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử ngài bật cười Vị thuyền trường trẻ tuổi mỉm cười, tuy nhiên, tôi phải cảm ơn vì đã giúp tôi giải quyết một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Trình Uyên thờ ơ, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1444 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Thuyền trưởng lên tiếng một lần nữa, nhưng nói, thưa ngài, không biết tôi, anh không đủ tư cách. Trình Uyên lắc đầu nói, anh biết vị thuyền trưởng trẻ muốn nói gì, bất cứ ai nhìn thấy một người đàn ông có sức mạnh này sẽ ngạc nhiên và hầu hết họ sẽ sợ hãi và tránh xa nhưng người đội trưởng thì khác ánh mắt anh ta đầy nóng bỏng và phấn khích rõ ràng anh ấy cũng muốn trở thành một người như trình uyên và cũng muốn học công phu nhưng là đội trưởng có chút không muốn bị cho rằng mình không đủ tư cách nhưng rồi trình uyên lại dửng dưng nói cuộc đời tôi sắp đến rồi đừng làm phiền tôi nữa thuyền trưởng giật mình rồi cười khổ chà là do tôi ảo tưởng xin lỗi ngài vừa nói hắn vừa cúi đầu lui ra ngoài tuy nhiên khi trình uyên nhìn anh rời đi bóng dáng không muốn quay lại của anh lại cảm thấy chua sót trong lòng em có biết anh muốn trở thành một người như em đến nhường nào không anh thầm thở dài trong phòng ăn anh ta đã đấm xuống và giết chết tên côn đồ nhưng vì anh ta lại sử dụng năng lượng hắc ám nên cơ thể anh ta lại xấu đi anh có thể cảm thấy rằng cuộc sống của mình đang bị mất đi nhanh chóng e hèm sau một tiếng ho anh lấy tay che miệng mình lại khi mở ra lần nữa lòng bàn tay chảy đầy máu đỏ từ lệ bé bỏng bị đánh thức bởi sự rung chuyển, mở mí mắt ra, điều đập vào mắt cô là một mái nhà bằng sắt gần ngay tầm tay. Nhưng cô đang nằm trên một chiếc giường nhỏ chỉ vừa đủ với chiều cao 1m6 của mình. Từ lệ rất ngạc nhiên, và nhanh chóng ngồi dậy, chỉ để nhận ra rằng đó là phía sau của một chiếc xe tải. Chiếc xe tải này đang lái trên một con đường núi gập ghềnh Có hai người ngồi trước xe, một người là tài xế, một người không quen biết nhau, dù sao họ cũng rất xa lạ. Anh, anh là ai? Anh Trình thì sao? Đây là đâu?" Cô trở nên căng thẳng, thậm chí vào thời điểm đó, một ý nghĩ đã nảy ra, Trình Uyên sẽ không bán cô ấy, phải không? Những chuyện như vậy trong TV và phim trước đây, những sinh viên đại học trẻ đẹp bị bán lên miền núi để làm vợ. Sinh con cho những người đàn ông tàn tật và ngu ngốc. Càng nghĩ đến đây, cô càng hoảng sợ. Cô co quáp trên băng ghế, sau sợ hãi nhìn hai người đàn ông. Thấy cô đã tỉnh, người đàn ông ngồi trong phi cơ quay đầu lại, cười nhẹ với cô rồi nói: cô tỉnh rồi à, từ lệ bé nhỏ đã bị choáng váng. Tôi đi đây, đẹp trai quá, cô nói trong lòng. Xin chào, tôi tên là Bạch Dạ, và tôi là bạn của Trình Uyên. Người đàn ông cười nói, anh ấy gọi cho tôi và nhờ tôi đến đón bạn ở bãi biển. Lúc đó, bạn đã ngủ rất say, còn anh ấy thì không. Tê để tôi đánh thức bạn, đầu óc của từ lệ có chút lộn xộn. Tất nhiên, cô cũng bị vẻ ngoài của Bạch Dạ mê hoặc, yếu ớt hỏi, còn anh trai tôi, Bạch Dạ giải thích. Anh ấy có chuyện phải làm. Vậy để anh đưa em đi trước, lại là như vậy, Từ Lệ chua xót lẩm bẩm, cô cảm thấy Trình Uyên giống như anh trai từ đầu chọc của mình, người sẽ bỏ cô lại phía sau. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 1445 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Đột nhiên, tôi nghĩ rằng Trình Uyên đã gửi cho cô ấy một đoạn video trước đó. Lúc đó chỉ muốn mở ra xem, rồi lăn ra ngủ, nghĩ đến đây, cô vội vàng rút điện thoại ra, mở ra phát hiện trong điện thoại có một đoạn video khác. Hãy nhấp vào một cái, một khuôn mặt tươi cười của Trình Uyên hiện ra bên trong. Chị ơi, em rất hạnh phúc khi có một người chị như chị trong chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Cảm ơn chị đã cùng em đi trên hành trình này. Không có gì bù lại. Hãy cho chị một phần thưởng. Tôi để một thẻ mới trong túi của bạn. Mệnh giá của thẻ là một tỷ đồng. Nó sẽ đủ để bạn sống một cuộc sống vô tư. Làm huynh đệ không có gì cho đi. Cũng không có gì đoạt đi. Chính là có nhiều tiền. Ha ha đừng cự tuyệt, cất đi, ngoài ra, đoạn video trên, cô đã giúp tôi chuyển nó cho vợ tôi, là chị dâu của cô Bạch An Tương, cảm ơn cô gái, nhìn thấy điều này, từ lệ đã bị sốc, trong lòng cô nảy sinh một cảm giác tồi tệ, và Bạch Dạ đột nhiên nhìn lại lần nữa, bởi vì anh ấy không đeo tai nghe, âm thanh video phát ra bên ngoài và anh ấy nghe thấy nó, và tương tự, anh ấy thể hiện một biểu cảm đáng kinh ngạc, ý anh là gì, Bạch Dạ lo lắng nói. Phải một lúc lâu sau, cô em gái mới phản ứng lại được và nhanh chóng bấm vào video đầu tiên đập vào mắt đầu tiên vẫn là khuôn mặt tươi cười của trình uyên bối cảnh là biển rõ ràng là ảnh này được chụp sau khi lên thuyền nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt trình uyên trong video dần dần giảm bớt và từ từ trở nên dịu dàng hơn bà xã thực xin lỗi thực xin lỗi khi bạn nhìn thấy video này tôi đã không còn ở đó nữa anh không chịu nổi em con trai con gái của chúng ta cũng không nhưng anh vẫn xin lỗi anh không thể đi cùng em nữa. Kỳ thật, ta chết cũng là chuyện tốt, bởi vì bản thân là có âm mưu, chỉ cần ta chết, bọn họ sẽ không nhằm vào ngươi nữa. Ngươi mới thật sự bình yên vô sự. Phu quân của ta, sau khi ta chết, tất cả tài sản đứng tên ta sẽ thuộc về ngươi. Ngươi có nguyện ý thì tiếp tục làm ăn, nếu không bằng lòng thì giao nhóm cho tiêu mục và tử yên chiếm đoạt. Chăm sóc, dù sao tiền của chúng tôi cũng đủ cho anh. Tôi đã dùng nó cả đời với con trai và con gái của chúng tôi. Về phần thuộc hạ của ta, sau khi ta chết tiểu trí không thể quản thúc bọn họ cho nên ở lại tùy ý bọn họ ai nguyện ý ở lại ai không muốn ở lại sẽ phân tán ra riêng ta cũng có đủ để dành cho phần sau họ có tiền của hãy thu xếp cho khi thời cơ đó đến người vợ nói đến đây trình uyên im lặng một lúc đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên mỉm cười với bạch an tương và nói em vẫn còn trẻ và đẹp như vậy sau này đừng làm khổ mình nữa mà tìm đối tác khác còn nam địch cái chết của tôi, đừng nói với cô ấy, bệnh viện Long Đàn từ nay sẽ giao nó cho Nam Địch. Cô ấy giỏi lắm, kiếp này, ta có lỗi với hai người, kiếp sau, nếu có kiếp sau, ha ha, tôi xin lỗi vì tôi đã làm cho bầu không khí trở nên nặng nề. Vậy thì sao, cứ làm đi, đây là phần cuối của video, lúc này, khuôn mặt của cô em gái tử lệ đã đẫm nước mắt. Bạch yêu đột nhiên giống lên, dừng tay, rắc rắc, tài xế cho xe dừng lại. Bạch dạ trầm giọng hỏi cô em gái. Trình Uyên đã xảy ra chuyện gì? Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1446 của tác phẩm đỉnh cao phú quý. Cô bé Từ Lệ nói trà và đột nhiên bật khóc. Đừng khóc, anh ấy bị sao vậy? Bạch Dạ lo lắng nói. Hai giờ trước anh ấy không khỏe sao? Từ Lệ buồn bã khóc. Mơ hồ nói, ta không biết a, à, ở trên thuyền hắn nói hắn sắp chết. Ta nghĩ, ta tưởng rằng hắn đang nói đùa với ta. Bạch Dạ tức giận nói, trở về đi chiếc xe ngay lập tức quay đầu và lái trở lại. Từ lệ lau nước mắt, hỏi, anh trai của ta không nghĩ tới liền muốn tự sát sao? Bạch dạ sắc mặt bình tĩnh, không nói lời nào, càng nghĩ, cô càng cảm thấy suy đoán của mình có lý. Vì vậy cô lo lắng nói với chính mình, không được, tôi phải ngăn anh ấy lại, tôi phải dừng lại, không, tôi không thể dừng lại, tôi có để cho anh trai tôi, không, không không, anh trai tôi cũng vậy, tôi, vâng, chị dâu, chị dâu, bạch an tương cô hoảng sợ lẩm bẩm một mình sau khi nghĩ đến bạch an tương cô lại nhấc điện thoại lên và nhanh chóng bấm vào điện thoại của hứa hủ anh hai anh có biết số điện thoại của bạch an tương không biết chuyện gì đang xảy ra không giọng nói của từ hói qua điện thoại tại sao em lại khóc ai đang bắt nạt em ồ đừng hỏi anh có thể gửi cho tôi số điện thoại của bạch an tương cô lo lắng nói giọng nói của từ hói cũng rất lo lắng anh đang ở đâu sao vậy đã bảo anh đừng hỏi gửi điện thoại cho anh trước sau này chúng ta chết chắc, cô mắng tên hứa đầu chọc, từ đầu chọc đằng kia dường như đã nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc. Được rồi, sau khi có số điện thoại của Bạch An Tương, Từ Lệ muội đã thêm WeChat và gửi video cho Bạch An Tương, nhân tiện gọi vào điện thoại của cô ấy, Bạch An Tương hồi lâu không trả lời, Từ Lệ rất vội vàng, cô nhanh chóng để lại tin nhắn thoại trên WeChat, chị dâu, nghe điện thoại đi, anh trai em có chuyện gì, hãy gọi điện thoại thuyết phục anh ấy. Trình Uyên không biết rằng Từ Lệ sẽ gọi Bạch An Tương. Trên thực tế, những gì anh ấy nghĩ là Từ Lệ muội sẽ lắng nghe anh ấy và gửi đoạn video đó cho Bạch An Tương sau khi anh ấy chết, thật đáng tiếc, Từ Lệ không nghe lời cho lắm. Lúc này, Trình Uyên đang ở trên bãi biển trước cửa hầm thứ ba. Ở đó, có một bia mộ không tên, bia mộ được liên kết với thành phố. Anh quỳ trước bia mộ và im lặng, dù có gió biển, nó vẫn thế, không biết đã qua bao lâu. Hắn đột nhiên tháo bia mộ ra, dùng ngón tay khắc một hàng chữ trên bề mặt nhãn nhùi. Lăng mộ Si Si Vân Thành, nghĩ đến mấy ngày ở Mo Trình, Trình Uyên cảm thấy trong lòng ấm áp, rốt cuộc, hóa ra ngươi, chủ nhân là người thuần khiết nhất. Hắn nhẹ giọng thì thào, nói xong, anh ta lắp bia mộ lại và đập ba cái đầu vào mộ. Thức dậy, tuyệt vọng đến hầm thứ ba, rốt cuộc do dự, anh bước vào hang, khi đến một căn phòng ở phía bắc của hang động, anh ta đứng yên tại chỗ, anh biết cô đang ở bên trong, và cô đương nhiên biết rằng anh sẽ đến, Vân Dĩ Hà vẫn đang mặc chiếc áo gió gọn gàng và ngăn nắp đó. Và lúc này cô ấy đang ngồi trên chiếc nệm futon trong phòng, không chút buồn bã hay vui vẻ. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1447 của tác phẩm đỉnh cao phú quý. Trình Uyên không đi vào, cô ấy cũng không đi ra, vì vậy cô ấy tương đối không nói nên lời. Đột ngột, tôi sắp chết, Trình Uyên nói, bên trong cơ thể Vân Dĩ Hà run lên, sau đó từ từ nhắm mắt lại, tôi ước tất cả những thứ này là giả. Trình Uyên nói, lúc Vân Dĩ Hà chưa từng ra ngoài gặp nhau, Trình Uyên đã đoán được rồi, Long nói đúng, không sai chút nào, họ cũng bao gồm Vân Dĩ Hà. Chủ nhân, người một mình sao? Chủ nhân, người sẽ buồn sao? Bậc thầy, người cứng lòng, sống lâu như vậy, người xem sinh tử quá nhiều, lại lãnh đạm cảm xúc sao? Ta đến đây chỉ là muốn biết thái độ của ngươi, hiện tại liền biết, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi là chủ nhân dù em luôn chỉ là con tốt của anh nhưng mấy năm qua em vẫn cảm ơn sự che chở và dạy dỗ của anh từ biệt trình uyên nói xong cúi đầu đi vào phòng quay người bước ra ngoài trong phòng vân dĩ hà đột nhiên mở mắt đứng dậy khỏi nệm xoay người hét lớn ra bên ngoài hắn có thể cứu ngươi đi cầu xin hắn hắn nhất định sẽ cứu ngươi bước chân của trình uyên khựng lại anh biết cô ấy đang nói về dragon nhưng vào thời điểm đó dragon đã bác bỏ quá trình này một cách rõ ràng tất nhiên nếu trình uyên hỏi có lẽ anh ấy sẽ đổi ý nhưng trình uyên cười buồn em không cần nói xong anh ta bước ra ngoài mà không ngoái lại lúc này sắc mặt của vân dĩ hà trong phòng thay đổi cơ thể không khỏi lùi lại một bước trái tim con người đều lớn lên bằng xương bằng thịt mặc dù ngay từ đầu trình uyên đã là con tốt trong kế hoạch của vân dĩ hà và dương duệ nhưng sau nhiều năm tiếp xúc vân dĩ hà đã thấy được sức mạnh và sự kiên trì của vân dĩ hà và sự tôn trọng của anh ấy dành cho cô ấy thậm chí khiến cô ấy cảm thấy không thể chịu đựng được nhiều lần bây giờ vân dĩ hà bắt đầu hối hận điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy chọn trình nặc hoặc nếu trong trò chơi này với người anh em trình nặc là người xuất phát đầu tiên thì tốt biết mấy nhưng như trình uyên đã nói tôi đã sống quá lâu và tôi đã quen với việc nhìn sống và chết vì vậy vân dĩ hà biết rằng dù cô ấy không thể chịu đựng được thì đó cũng chỉ là vấn đề tạm thời sự nghiêm túc và sẽ là 10-20 năm sau. Sau một thời gian dài, rất nhiều thứ tự nhiên sẽ bình tĩnh trở lại. Thực ra, có một cách khác, cô cười khổ nói thầm. Trong đại sảnh của Vinh Ánh Trăng, sau khi Bạch An Tương cho em bé bú, hai em bé đã ngủ thiếp đi, dì Triệu và con gái dắt đứa trẻ đi, thuyết phục cô quay lại ngủ bù. An Tương, nuôi con còn khó hơn nuôi con, nhất là con đã lớn rồi, còn phải lo cho con ăn nữa. Chúng cho con bú và ngủ ngon vào ban đêm, dù bây giờ không sao nhưng hãy nhanh lên và đi ngủ một lát. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1448 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Bạch An Tương cảm ơn dì chiều và đi lên lầu mà không từ chối. Cô thực sự buồn ngủ và ngáp dài. Về phòng, tôi cầm điện thoại lên xem thì thấy một người bạn WeChat mới đã ép cô ấy và gửi video cho cô ấy. Bởi vì cài đặt WeChat của cô ấy không được củng cố. Chỉ cần ai đó thêm nó vào, nó sẽ tự động được thêm vào dưới sự tò mò, hãy mở video đó, sau khi đọc nó, Bạch An Tương đã choáng váng, không có giấc ngủ ngay lập tức, sau khi video được phát, cô ấy bắt đầu gọi cho Trình Uyên một cách điên cuồng. Nhưng Trình Uyên đã tắt máy, vì vậy, anh gọi lại số điện thoại của Little Từ Lệ, anh là ai, Trình Uyên đang ở đâu, cô lo lắng, tại sao anh ấy không trả lời cuộc gọi của tôi, anh ấy bị sao vậy, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nức nở của tiểu thái cực. Chị dâu, đừng lo lắng, tôi đang tìm anh ấy. Anh ấy bây giờ, đây là đâu? Âu đảo vàng, Bạch An Tương đột nhiên tức giận nói. Tìm anh ta rồi để anh ta gọi lại cho tôi. Ừ, từ lệ gật đầu đáp lại. Sau khi cúp điện thoại, Bạch An Tương kéo một bộ quần áo mặc vào. Vội vàng xuống lầu mà không kịp chảy đầu. Đang đi xuống lầu, gọi Lý Hải Tân. Anh Lý, Trình Uyên gặp tai nạn, nên chuẩn bị thuyền đi đảo vàng. Bên kia điện thoại, Lý Hải Tân kinh ngạc hỏi. Chuyện gì xảy ra? Bạch An Tương nói, đừng hỏi thời gian không còn nhiều chúng ta hãy nói chuyện trên đường được rồi tôi sẽ làm ngay bây giờ ồ vâng tôi nên gọi cho ai mọi người bạch an tương nói một cách sắc bén được rồi tôi hiểu rồi lý hải tân trả lời dì triệu nhìn bạch an tương vội vàng đi xuống lầu ôm con qua người an tương không nghỉ ngơi thì làm sao vậy bạch an tương do dự rồi nói với dì triệu dì triệu con có việc phải đi ra ngoài vài ngày con sẽ gọi mẹ về nhờ mẹ đến giúp con nói xong cô lái xe ra ngoài mà không cho gì chịu cơ hội hỏi lại cô lái xe đến bệnh viện long đàn bệnh viện long đàn vào thời điểm này thực sự đã rối tung lên sớm vì trình uyên mất tích nên trình tuấn phong cũng phái người đi tìm kiếm xung quanh lúc này anh đang ở trong phòng giám sát của bệnh viện gọi điện thoại cho tất cả giám sát một căn phòng được bao quanh bởi những người trong phòng giám sát vào lúc này tại phường của lý nam địch nam địch ăn gì mẹ của lý nam địch hà hoa, đang cầm bát cháu dùng thìa nhỏ xúc lên, đưa lên môi Lý Nam Địch. Lý Nam Địch nhìn ngoài cửa sổ vẻ mặt thương tiếc, không khỏi buồn bực nói, ta không đói, làm sao có thể không đói, đã hai ngày không ăn, hứa thấm lo lắng nói, Lý Nam Địch ngừng nói và không ăn, thấy vậy, Hà Hoa miễn cưỡng đặt bát xuống bàn, hai chồng mắt lập tức đỏ lên, đồ khốn nạn, đồ cặn bã này, cô nguyên rùa, Lý Hải ở một bên cũng thuyết phục Lý Nam Địch, cô gái, đối với một thứ cặn bã như vậy không đáng mà lôi thân xuống dưới. Cô còn nhỏ mà, Lý Nam địch mặt không hề cảm xúc. Rốt cuộc không nghe lời Lý Hải dặn dò. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1449 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Hai năm qua lần lượt trôi qua trước mắt cô. Rồi cô nhận ra chỉ có Trình Uyên mới có thể nhớ hết những chuyện trong hai năm qua. Nhưng tại sao anh ta lại làm điều này? Tại sao bạn lại không cảm thấy như vậy? Bức thư cá nhân của Trình Uyên buộc cô phải tin nhưng cô không muốn tin, chính xác thì cái này dùng để làm gì, Lý Nam Địch đã đau khổ như vậy hai ngày nay, cô cảm thấy không có trình uyên, cuộc sống của cô đã mất đi bất kỳ ý nghĩa nào. Đúng lúc này, ngoài hành lang đột nhiên vang lên một tiếng động, hồi lâu mới vang lên, ba mẹ, bên ngoài có chuyện gì vậy, cô nhẹ giọng hỏi, Lý Hải nhíu mày, sau đó an ủi, cảnh giật, nghỉ ngơi thật tốt đừng lo lắng chuyện bên ngoài, y tá mở cửa và thay băng cho Lý Nam Địch, trưởng khoa, anh thấy thế nào? nữ y tá trẻ tuổi nhẹ giọng hỏi lý nam địch lý nam địch khẽ gật đầu sau đó hỏi bên ngoài xảy ra chuyện gì nữ y tá thở dài nói tôi cũng không biết chi tiết chỉ là nghe nói ông chủ của bệnh viện chúng ta có chuyện ông chủ đang gọi người tới cứu cái gì lý nam địch sửng sốt nữ y tá rời đi sau khi uống thuốc lý hải nhanh chóng thuyết phục nam địch cậu cứ yên tâm nuôi nó đừng lo lắng cho nó nó đã ức hiếp cậu thành ra thế này chết cũng không sao anh hứa cũng thuyết phục đúng vậy đây là quả báo lý nam địch gắt gao mở chăn bông bước xuống giường không sai ta đi xem đã xảy ra chuyện gì lý hải và hà hoa cố gắng thuyết phục anh ta nhưng dù anh ta có thuyết phục như thế nào đi chăng nữa lý nam địch cũng không nghe không thể nào họ chỉ có thể ôm con gái của họ ra ngoài khi tôi đến hành lang hành lang trên lầu này của bệnh viện đã đông nghịt người tất cả đều là gương mặt quen thuộc của lý nam địch ví dụ lý hải tân bạch long trần thành lục hải xuyên vương mỹ lệ cô gái béo và một nhóm thành viên của nhóm long doen trước khi lý nam địch có thể đặt câu hỏi bạch an tương đã vội vã đi từ đầu bên kia của hành lang hoa dâm bụt nhìn thấy bạch an tương lý nam địch nhanh chóng gọi bạch an tương hơi dừng lại trước khi quay lại nhìn vợ chồng lý nam địch và lý hải lông mày cau có của họ hơi giãn ra cô hít một hơi thật sâu quay người đi đến bên lý tinh trì đối với lý hải và hà hứa nói các cô chú xin chào lý hải và hà hoa xấu mặt không để ý tới bạch an tương lý nam địch hỏi chuyện gì xảy ra bạch an tương suy nghĩ một chút rồi nói không sao đâu cô không cần phải lo lắng ồ đúng vậy tôi sẽ lập một hợp đồng trong tương lai quyền sở hữu bệnh viện này thuộc về cô cô có thể ký nó khi nào có thời gian để có hiệu lực nói xong quay đầu đi về phía đám người cả lý nam địch và lý hải đều bị sốc bệnh viện thuộc sở hữu của nam địch lý hải bất ngờ lý hải cũng hừ lạnh một tiếng Hừ, tiểu tử này trên phim còn có lý. Tuy nhiên, khuôn mặt của Lý Nam Địch thậm chí còn xấu hơn, bởi vì cô biết rằng phải là anh đã xảy ra chuyện lớn, đủ lớn để cần giải thích về tang lễ. Sau đó, cô ấy đang rất vội vàng. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1450 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Lý Nam Địch muốn chạy nhanh vượt qua tình huống văn minh. Lý Hải và Hà Hoa nhanh chóng ngăn cô lại. Nam Địch, đừng ngu ngốc Trình Uyên làm tổn thương bạn chưa đủ sao? Ê, Trinh Trinh, anh ấy đã gửi cho bạn bệnh viện để bồi thường cho bạn. Anh ấy phải muốn làm cho sạch sẽ với bạn, bạn không thể bị ám ảnh bởi nó nữa. Trên thực tế, tất cả đều là do tử lệ không nghe lời. Ý định ban đầu của Trình Uyên là gửi video này cho Bạch An Tương sau khi anh ta chết. Và sau đó gửi bệnh viện cho Lý Nam Địch thông qua bàn tay của Bạch An Tương. Anh ta đã lên kế hoạch đặt tình bạn này lên đầu Bạch An Tương bởi Lý Nam Địch. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên phản tác dụng. Cô bé Từ Lệ đã lo lắng một lúc và cô bé quên mất chỉ dẫn của Trình Uyên và trực tiếp gọi cho Bạch An Tương để nói về nó. Điều này dẫn đến một đống hỗn loạn ngay lập tức. Ngay sau đó, mọi người im lặng, một giọng nói đột nhiên vang lên, mọi người đều nhìn vào nguồn phát ra âm thanh. Tôi thấy Trình Tuấn Phong bước ra khỏi phòng y tế và đứng ở hành lang đối diện với mọi người. Nhìn thấy Trình Tuấn Phong đứng lên, mọi người lập tức bình tĩnh lại, mọi người đều biết rằng Trình Tuấn Phong là cha của Trình Uyên bạch an tương bước tới và lo lắng nói cha trình tuấn phong thở dài nhìn bạch an tương đang rất xấu hổ anh cũng biết lúc này cô đang quẫn trí thậm chí không thèm để ý đến thời gian thay quần áo và chải đầu trong lòng chợt dâng lên một tia khó chịu anh ấy nói mọi người đừng lo lắng tôi biết chuyện đã xảy ra với trình uyên an tương hãy theo tôi vào bạch an tương gật đầu trình tuấn phong do dự một lúc sau đó nhìn thấy lý nam địch trong đám đông và nói nam địch cũng đi lý nam địch đã đến đây lúc này lý hải và hà hoa đều không nói gì hai người nhìn nhau cuối cùng thở dài văn phòng y tế trình tuấn phong yêu cầu bạch an tương và lý nam địch ngồi riêng trên sofa nghiêm nghị nhìn hai cô gái trong mắt hiện lên một tia buồn bã đừng lo lắng trình uyên sẽ không tìm đến cái chết anh trầm giọng nói khi nghe thấy điều này lý nam địch và bạch an tương liếc nhìn nhau và sự lo lắng của họ ngay lập tức giảm bớt nghe những lời của trình tuấn phong họ biết rằng trình tuấn phong phải biết điều gì đó vì vậy anh ta nói rằng trình uyên không phải là tìm cái chết nó phải là sự thật cô con gái thứ hai thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng trình tuấn phong cười khổ nói anh ấy chỉ đang chờ chết cái gì cô gái thứ hai lại kinh ngạc trái tim vừa mới rơi xuống lại nâng lên thật chặt tôi biết lý do tại sao anh ấy giữ nó không cho bạn biết nhưng với tư cách là một người cha tôi yêu con trai mình hơn trình tuấn phong nói với một giọng trầm anh ấy sắp chết vì vậy tôi hy vọng Ồ không, tôi yêu cầu hai người làm nó ngay bây giờ. Hãy đi và đi cùng anh ấy. Cả khuôn mặt của Bạch An Tương và Lý Nam Địch đều trở nên rất nhợt nhạt. Lý Nam Địch cũng ngay lập tức hiểu được ý của Trình Uyên trong hai ghi chú đó. Hắn ta làm việc đo co mục đích, anh chỉ muốn làm cho mình hận anh, để anh có thể quên anh. Nghĩ đến ân oán lúc trước, Lý Nam Địch cảm thấy buồn bực không thể giải thích được. Nước mắt lưng tròng thở dài, sụi lơ trên mặt, Bạch An Tương thậm chí còn lo lắng hơn. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1451 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Trình Uyên không muốn nói cho cô biết, chỉ vì sợ cô buồn, bởi vì chờ chết còn khó chịu hơn chết. Anh có muốn đi không? Trình Tuấn Phong hỏi, Lý Nam Địch và Bạch An Tương gật đầu mà không cần suy nghĩ. Tôi làm, tôi làm, khi nghe điều này, Trình Tuấn Phong cúi đầu chào hai người phụ nữ. Đồng thời, trên bãi biển bên cạnh một biệt tự hướng biển ở đâu đó ở thành phố Giang Bắc, một người đàn ông đeo kính dâm. Đội mũ che nắng và mặc quần áo thể thao màu be đang ung dung nằm trên ghế tựa. Bên tay trái cắm một chiếc cần câu nghiêng 45 độ. Dây câu thả xuống sông, em vẫn câu cá tự do à? Đúng lúc này, một người phụ nữ khác, nhìn đã hơn 40 tuổi nhưng được bảo dưỡng tốt, vặn vẹo bờ mông đầy đặn đi đến bên cạnh hắn, cau mày, sắc mặt lạnh lùng hỏi hắn, người phụ nữ này dù đã hơn 40 tuổi nhưng trông vẫn rất quyến rũ. Đặc biệt là gương mặt không một chút nếp nhăn, anh cả và cháu trai của anh đang có tang nhưng anh lại trốn ở đây để câu cá. Chuyện này sẽ bị truyền ra ngoài, như vậy không sợ bị người ta chê cười sao? Người đàn ông thậm chí không nhìn người phụ nữ, cười tâu tuét, nói cô là người phụ nữ của Lý Kiến Quốc mà cô không đi. Tại sao cô lại yêu cầu tôi đi? Đó là đám tang của chồng cô và con trai cô. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, hắn không phải của nam tử, ta ước hắn chết đi. Người đàn ông tháo kính dâm ra, liếc xéo người phụ nữ rồi vươn tay vỗ nhẹ vào hông người phụ nữ cô muốn một cái thật không? Khuôn mặt xinh xắn của người phụ nữ lạnh lùng, cô ta tát vào tay người đàn ông một cái, bực bội nói, cẩn thận, đề phòng có người nhìn thấy, đừng lo lắng, ngay cả khi gia đình biết về chúng tôi, họ sẽ không quan tâm, một nụ cười xấu xa hiện lên khóe miệng người đàn ông. Sau đó anh ta ôm người phụ nữ vào lòng, ai khiến nhân vật sinh nhật của cô rất hợp với nhà họ lý của chúng tôi. Đáng ghét, người phụ nữ rên rỉ. còn đừng lo lắng, con nghe nói đông ra sẽ làm được. Nếu bọn họ thực sự làm được điều này, thì gia tộc họ Lý của chúng ta sẽ thực sự vươn lên. Lúc đó, con sẽ là trưởng bối mới của nhà họ Lý. Anh sẽ cưới em một cách công khai. Nhìn kỹ, vẫn có một số điểm tương đồng giữa người đàn ông này và ngoại hình của Lý Kiến Quốc. Khi người phụ nữ nghe lời, nụ cười ngọt ngào hơn. Nhưng ngay sau đó, cô ấy đã thể hiện sự dịu dàng của một đứa con gái nhỏ. Và phàn nàn, người ta là những bà mẹ bỉm sữa. Dù có bao nhiêu tuổi thì cũng chẳng đẹp hơn một cô gái tuổi đôi mươi tôi đoán vậy bạn muốn xem nó vương tử yên đó sẽ ném tôi sang một bên người đàn ông vùi đầu vào trong ngực cô tức giận nói cô bé tóc vàng giống như cái bếp lò làm sao tôi có thể nhường chỗ cho cô ấy chờ đã khi trình tuấn phong và con trai anh ta chết tôi sẽ bắt cô ấy nếu cô không lo lắng tôi sẽ giao nó cho cô huấn luyện một đám mây đỏ nổi lên trên khuôn mặt của người phụ nữ chiếc cằm trắng của cô ấy hơi nâng lên và cô ấy nhẹ nhàng thốt lên ơ ờ, Tôi hy vọng rằng, như cô đã nói, đừng lật xe nữa, tôi đã cử người đến rồi. Người đàn ông tiếp tục, đừng lo, đứa trẻ họ trình không sợ. Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn nên được đề phòng trên đường bờ biển của các nước phía Nam. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1452 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Ba con tàu cũng khởi hành theo hướng đảo vàng vào những thời điểm khác nhau. Trên con tàu đầu tiên, Đông Tâm Tử và A Bạc dẫn cùng nhau đứng trên bom tàu. Ta vốn tưởng rằng sư phụ và các trưởng lão sẽ không biết chúng ta đã làm gì. Nhưng không ngờ đến cuối cùng, chúng ta vẫn không thoát ra khỏi ván cờ của hắn. A Bạc dẫn tối tăm mặt mũi thở dài. Bên cạnh, Đông Tâm Tử, một người đàn ông ốm yếu, thân hình ọp ẹp cười nói. Vậy thì chúng ta sẽ đơn giản làm theo ý của anh ta. Dù sao anh ta cũng chỉ suy luận các bước chưa chưa suy ra kết quả. Nếu sư phụ thành công, nhất định sẽ làm tổn thương cả hai bên vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng đông tâm tử và a bạc dẫn cùng là người đàn ông trung niên nhà họ lý mục tiêu của họ không phải là trình uyên bởi vì trong mắt họ trình uyên chẳng là gì cả trên biển lặng những con tàu này không phải là duy nhất từ thủ đô cảng gần nhất cũng có một con tàu rời bờ hướng về đảo vàng cũng có hai con tàu ra khơi ở thành phố tân dương trên một trong những con tàu lý nam địch quấn một miếng gạc dày trên má đứng trên bom nhìn chằm chằm vào phía xa khi họ đến lý hải và hà hoa đã phản đối mọi chuyện nhưng đối với lý nam địch lần đầu tiên lý hải lúc đó vừa thua lỗ vừa do dự dù sao hắn cũng nói mọi chuyện là vì lợi ích của lý nam địch lý nam địch không nói gì liền quỳ xuống quỳ lại lý hải và hà hoa cầu xin bọn họ buông tha cho có lẽ là bởi vì dù sao trình uyên cũng sắp chết mấy ngày nay cũng không tệ lắm lý hải và hà hứa cuối cùng cũng thỏa hiệp ở đây có gió vết thương của anh vẫn chưa lành chúng ta trở về cabin lúc này bạch an tương cũng bước lên bong tàu và đến gặp lý nam địch để thuyết phục cô nhẹ nhàng lý nam địch quay đầu lại nhìn bạch an tương trong mắt cô ấy có một dấu vết xấu hổ và nước mắt cô ấy lại tuôn ra một cách không kiểm soát được bạch an tương lâu như vậy tôi đã muốn hỏi anh anh ghét tôi sao bạch an tương hơi cau mày nhưng im lặng lý nam địch dường như hiểu ý cô cúi đầu xin lỗi bạch an tương tôi xin lỗi nói cái này có ích lợi gì bạch an tương lắc đầu Nhấc Lý Nam Địch lên, lỗi không phải ở ngươi, cũng không phải ở ta, cũng không thể trách hắn, muốn trách cũng chỉ có thể đổ lỗi may mắn." Bạch An Tương chua xót nói, nhưng đột nhiên, cô cười chết lặng, "Nam Địch, tôi có thể ghét anh không?" Lý Nam Địch giật mình nhìn, "Tôi là vợ của anh ấy." Bạch An Tương bất ngờ nói, "Anh ấy là chồng tôi, tại sao tôi phải chia một nửa của chồng mình? Em cũng là phụ nữ, em cũng mong manh lắm, đau lòng lắm, về phương diện này, ta cũng rất ích kỳ." nói ngược lòng ta ta làm sao có thể không hận ngươi lý nam địch lại cúi đầu đứng trước mặt bạch an tương như một đứa trẻ mắc lỗi bạch an tương quyết liệt lau nước mắt trình uyên sắp chết không cần phải giả vờ nhiều chuyện cô ấy nói với lý nam địch rằng đừng thay đổi bất cứ điều gì mà hãy nói cho lý nam địch biết cảm giác của cô ấy trên đời này ước chừng không có người phụ nữ nào nguyện ý chia sẻ một nửa tình yêu của chồng cho người khác bạch an tương không phải là thần tiên và cảnh giới của cô ấy không đủ cao để vượt qua thể loại nữ giới. Nhưng nói điều này bây giờ có ích lợi gì? Bạch An Tương lắc đầu thở dài, "Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1453 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý." "Chúng ta không phải là bạn thân sao?" Cô hỏi Lý Nam Địch, Lý Nam Địch yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng thầm nói, "Ta không xứng." Bạch An Tương mỉm cười, "Nam Địch, anh có nhớ lần Lý Thần bày kế để bắt chúng ta không?" lúc đó tôi bị mất trí nhớ tôi đặc biệt sợ hãi mọi thứ và dũng khí của tôi trở nên rất nhỏ lúc đó nếu anh không không ở bên tôi khuyến khích tôi tôi gần như suy sụp tôi coi bạn như người bạn tốt nhất của tôi và tôi đã luôn luôn biết ơn bạn trình uyên đã làm tổn thương bạn vì anh ấy vô lý tôi không thể trách anh ấy nghĩ ở góc độ khác tôi cũng muốn cảm ơn sự rộng lượng của bạn tôi cũng biết rằng bạn sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa chúng ta tránh ra người lúc đó nhất định là bị thương tôi là người phụ nữ của anh ấy anh ấy đã mắc sai lầm tôi phải tìm cách cho anh ấy và bù đắp lỗi lầm này cho anh ấy tôi phải làm cho anh ta có trách nhiệm với cô cho nên ta hận ngươi ta càng hận chính mình hận số phận chết tiệt này càng thêm hận nam địch nếu anh ấy có thể tiếp tục sống chúng ta vẫn sẽ là bạn gái ba người chúng ta ở bên nhau anh không thể có con cũng không sao anh đã bàn với trình uyên rồi để con trai chúng ta nói chuyện với anh về phần ghét bỏ thì quên đi lúc này cô mới dừng lại tự diễu cười nói ra cũng không ghét sau khi nghe những lời của bạch an tương lý nam địch cảm thấy nước mắt của cô hôm nay đặc biệt vô giá trị lại rơi xuống cô cũng hỏi anh ấy có được không bạch an tương khẽ giật mình cô biết rằng lý nam địch đã hỏi liệu trình uyên có thể tiếp tục sống hay không vấn đề này làm sao cô ấy biết được nhưng dù sao thì lần này khoảng cách giữa cô và lý nam địch đã hoàn toàn được giải quyết còn về tương lai có lẽ không có tương lai và vào lúc này Trình Uyên cảm thấy mình sắp không thể giữ được nữa. Anh ta đã không đến thành phố đảo Vàng. Sau khi rời khỏi hầm thứ ba, anh ta lên con tàu mà anh ta đã đi khi anh ta đến. Giao một tọa độ cho thuyền trưởng Và rời đi, con thuyền đưa anh đến một hòn đảo. Và Trình Uyên yêu cầu thuyền trưởng đưa thuyền trở lại. Về hòn đảo này, Trình Uyên đã từng đến đây trước đây. Đó là để cứu em gái và anh trai của Tần Thanh Thanh. Họ buộc phải đến hòn đảo này. Lúc đó bị đạo sĩ đuổi giết. Cùng lúc đó, họ đã chinh phục được Lam Hải Thiên. Lam Hải Thiên hiện đang ở đảo Vàng, tự mình phụ trách Starlight City, nơi trước đây là quận 1. Đến đây không vì gì khác, anh chỉ muốn chết một cách nhẹ nhàng. Vâng, chờ chết, tạm biệt Vân Dĩ Hà đã khiến trái tim anh tan nát. Vị sư phụ từng cho rằng lòng tốt nặng như núi lại vô tâm và tàn nhẫn. Trình Uyên biết tại sao cô lại ở trong căn hầm thứ ba. Vân Dĩ Hà từng nói là để ngăn không cho đông tâm tử và những người khác đánh cắp bảo vật thứ ba. Nhưng bây giờ xem ra chuyện này hoàn toàn không phải như vậy. Cô chỉ không dám đối mặt với Trình Uyên và không muốn lại gần anh. Có lẽ là do Trình Uyên quá dễ lây nhiễm cho người khác, cũng giống như những người xung quanh cậu, bất kỳ ai trong số họ đều rất hết lòng vì cậu. Kể cả Lam Hải Thiên sau này cũng sẽ vì Trình Uyên mà thay đổi. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1454 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Trình Uyên có thể cảm nhận được vết thương của anh các cơ quan nội tạng của anh ấy đang suy giảm nhanh chóng và anh ấy đã ho không ngừng kể từ khi lên bờ và ho ra máu nhiều lần và ngay cả nhịp tim cũng bắt đầu yếu đi và trái tim tôi hoảng loạn ngồi trên tảng đá trên bãi đá ngầm nhìn ra biển lòng tôi bùi ngùi có phải sắp chết không ngước mắt lên trời mẹ ơi con sắp gặp mẹ rồi tôi không biết nó đã mất bao lâu trình uyên đột nhiên nhìn thấy một điểm đen trên biển ở đằng xa đó là một con tàu rõ ràng con tàu đã đến cho chính anh ta anh không ngờ có người tìm ra nơi này, đoán chừng có thể là con tàu anh vừa cử đi, lộ tọa độ, tôi chỉ không biết ai sẽ là người phải đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường vừa qua và tận mắt chứng kiến cái chết của tôi, thuyền ngày càng gần, chẳng bao lâu, chúng tôi đến bờ biển, một người phụ nữ nhảy khỏi thuyền, dẫm lên đống đá lộn xộn, thận trọng đi về phía Trình Uyên, Trình Uyên đột nhiên lộ ra vẻ kỳ lạ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trước khi tôi chết, người tôi nhìn thấy sẽ là bạn người phụ nữ đến với trình uyên hai tay chắp sau lưng tạo thành một cặp mông xinh đẹp sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh rất tò mò bây giờ anh đang nghĩ gì vậy cô cười nhẹ hỏi trình uyên đưa tay chỉ về phía biển xa và nói nhìn kia người phụ nữ nhìn về hướng anh ta đang chỉ trình uyên chớp lấy thời cơ không chút do dự đấm vào lỗ tai người phụ nữ này không phải ai khác mà là thương vân trình uyên không ngờ rằng trong giây phút cuối cùng cô lại là người mà cô nhìn thấy trong quá khứ vì tranh cãi của thương vân trình uyên đã gặp nguy hiểm vô cùng và gián tiếp giết chết vương tố anh nhưng bây giờ nhìn thấy anh ta đang hấp hối thương vân thay vào đó đã thả lòng cảnh giác đối với trình uyên một khi trình uyên chết trách nhiệm giết a à bất vực sẽ hoàn thành bất kể a à bất vực nghĩ gì trong lòng dù sao thì cả thế giới đều tin và anh chỉ có thể tin vào điều đó vì vậy thương vân thực sự nên biết ơn trình uyên khi họ đến thì gặp tàu tàu họ kéo xuống và biết được tọa độ ở đây thật ra cô ấy không có ý gì khác cô ấy đến để đồng hành cùng anh trong đoạn cuối của cuộc hành trình có lẽ chỉ vì tình bạn cá nhân và chủ nghĩa nhân đạo nhưng tôi không bao giờ mong đợi điều đó trong mắt trình uyên những mối quan hệ được gọi là cá nhân là những cám dỗ quá mức hết lần này đến lần khác kết quả có thể được tưởng tượng thương vân nghiêng đầu khi bị đánh cũng không thành vấn đề lớn ngược lại là trình uyên để mông khỏi đá lảo đảo lùi lại rồi ngã xuống thương vân sắc mặt lập tức đen theo cô ấy trình uyên chỗ nào cũng tốt chỉ là phương thức đánh lén này quá đáng ghét lần nào cũng đơn giản nhưng lần nào cũng có tác dụng mỗi lần công kích thành công nàng tuy rằng sẽ không bị thương nhưng nàng cũng không thể không tái mặt nó giống như ai đó tát vào mặt bạn và gạt sang một bên dù có đau hay không thể diện của bạn chắc chắn bị mất trình uyên một người đàn ông to lớn dùng tay đấm vào mặt cô gái vì vậy điều này khiến thương vân rất tức giận vừa rồi với khuôn mặt dịu dàng và ánh mắt đầy thiện cảm Cô lập tức đứng dậy chỉ vào Trình Uyên và quát: "Anh bị ốm mà, Trình Uyên thực sự còn đau khổ hơn cô ấy. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1455 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý." Rõ ràng là anh ta đã tự mình đánh ai đó, nhưng thay vì trình bày kết quả của việc mình bị đánh, anh ta lại đầy đau khổ. "Phải, họ đang chết." Anh cay đắng trả lời, rồi phun ra một ngụm máu. Căng Vân tức giận giơ tay lên, do dự một hồi, cuối cùng cũng bỏ xuống. Ngươi là đòi chết, cô có thể thấy rõ trạng thái của Trình Uyên lúc này. Mỗi khi sử dụng năng lượng hắc ám, cơ thể hắn sẽ yếu đi một điểm, cận kề cái chết, thay vì bị buộc tội tự tay giết Trình Uyên. Tốt hơn là hãy nhìn anh ta chết, sau khi nôn ra máu, Trình Uyên đến chỗ Thương Vân và vung tay đấm cô như một võ sĩ quyền anh. Nào, phản công đi, Thương Vân trợn mắt, nhàm chán, thấy Thương Vân không động đậy, Trình Uyên có phần thất vọng, thà xin chết còn hơn chờ chết đúng không một trong những điều đáng sợ nhất của con người là họ biết rằng họ sẽ chết nhưng không có gì để làm vì vậy họ chờ đợi cái chết đến thương vân không thể lừa được trình uyên anh xoay người sang một bên hai mắt nhìn về bầu trời xa xăm ánh mặt trời nghiêng ngả khiến dáng người xinh đẹp nửa sáng nửa tối của cô bằng cách này khuôn mặt ưa nhìn của cô ấy trở nên ba chiều và sống động hơn trên thực tế bất kể mối quan hệ thù địch và thân phận như thế nào sự phát triển của thương vân vẫn rất tốt trình uyên hơi ngẩn người khi tỉnh lại anh hỏi căng vân một cách lịch sự chúng ta có nên thỏa thuận không thương vân cau mày nhìn trình uyên mà không đáp lại như thể đang đợi anh ta nói tiếp trình uyên không khách sáo cười nhẹ rồi nói việc kinh doanh của cậu ở các quốc gia phía nam hiện đã bị tập đoàn tuấn phong của chúng tôi phong tỏa ước tính năm nay cậu sẽ thua lỗ rất nhiều giao dịch xuất nhập khẩu tuy rằng là một trò chơi mà đây là điểm chính chúng ta vẫn có thể chịu đựng tổn thất nhưng các nước phía nam của các bạn có thể không thể chịu đựng được vì vậy tôi nghĩ chúng ta có thể nằm xuống và thảo luận tôi sẽ yêu cầu tập đoàn tuấn phong thu hồi lệnh trừng phạt vừa nêu trong lời nói có hai từ khóa nằm xuống và chỉ là các biện pháp trừng phạt hai chữ này khiến tăng vân cau mày theo bản năng lạnh lùng hỏi điều kiện tất nhiên cô sẽ không cảm thấy rằng trình uyên đã đột nhiên phát hiện ra lương tâm của mình trên thực tế trình uyên đã đúng Tập đoàn Tuấn Phong đột nhiên đàn áp việc kinh doanh của liên minh quân sự của các nước phía nam và đăng tuyệt. Và, điều này đột nhiên làm giảm uy tín của quân sự liên minh trong xương phía nam đến mức đóng băng. Lý do tại sao nhiều nước nhỏ ở các nước phía nam sẵn sàng bị lung lay bởi liên minh quân sự là họ đang ăn thịt liên minh quân sự. Giờ liên minh quân sự khó có thể tự bảo vệ mình. Nhiều nước nhỏ đã sẵn sàng di chuyển. Thương Vân biết rằng cứ tiếp tục như vậy lâu dài như vậy, địa vị của liên minh võ lâm chắc chắn sẽ bị lung lay khi hắn thực sự tiếp quản e rằng sẽ chỉ là một đống hỗn độn trình uyên đột nhiên nói rằng anh có thể từ bỏ việc đàn áp kinh tế của họ đó tất nhiên là một điều tuyệt vời nhưng tại sao anh ta lại làm điều này nói hắn không có bất kỳ điều kiện gì sau đó tương vân liền xác định không tin câu trả lời nằm trong bí ẩn trình uyên cười tôi sắp chết và bạn thật đẹp trước khi chết chúng ta hãy ngủ đi nếu không phải ngươi chết có tin hay không ta giết ngươi bây giờ căng vân đột nhiên tức giận không đồng ý hay không đồng ý? Tại sao lại tức giận? Trình Uyên cong môi, nhịp tim của Thương Vân đang tăng nhanh, vì lý do nào đó, cô ấy đột nhiên bắt đầu tự mình điền vào một số hình ảnh. Tôi phải nói rằng, nếu thật sự chỉ là một cuộc trao đổi như vậy, thì việc hy sinh sự trong trắng của cô ấy để đổi lấy sự ổn định của liên minh các chiến binh ở các quốc gia phía Nam là điều đáng. Giá, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 1456 của tác phẩm đỉnh cao phú quý chỉ là đối với một số thứ sau khi say rượu bạn có thể mất nó một cách hào phóng hơn là một món hời và bạn cũng an tâm hơn khi bị người khác ép phải đưa nó cho bởi nếu là trao đổi các điều khoản sẽ khiến cô ấy cảm thấy mình như một công chúa ở khu đèn đỏ anh thương vân lại do dự lần nữa trước khi đột nhiên đỏ mặt hỏi làm sao tôi biết anh sẽ giữ trình rua cô không dám chạm vào mặt mình khi nói điều này vì sợ bị bỏng tất cả đều đỏ rực trình uyên giật mình trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái nhưng ngay lập tức anh ta cười đùa quên đi đừng làm anh khó xử nhưng chúng ta có thể thay đổi điều khoản thương vân đột nhiên cảm thấy mình giống như một con khỉ như thể bị anh ta lừa và lửa giận phụt ra từ mắt anh ta trình uyên vẻ mặt lãnh đạm sốt sắng nói với căng vân ta muốn giết đại công tước gặp lại thương vân khiến trình uyên nhớ đến phương tố anh nên anh cũng nghĩ đến hách bất tử và làng của mình nhất là khi anh hứa với hách thải lệ rằng anh sẽ trả thù cho họ nếu có điều gì hối tiếc vì đã chết bây giờ. Trình Uyên có rất nhiều, nhưng đây là điều duy nhất mà anh có cơ hội hoàn thành trong số rất nhiều điều tiếc nuối. Căng Vân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Không, Đại Công Tước là đối tác quan trọng của Võ Lâm Liên Minh. Trình Uyên hờ hững nhún vai. Quên đi, để nhiên hề group và liên minh võ sĩ các ngươi đánh tới cùng. Một tia sát khí lóe lên trong mắt Căng Vân. Mối đe dọa, nhưng cô ấy chỉ có thể chấp nhận nó một lần nữa so với sự khôi phục kinh tế của toàn bộ các quốc gia phía nam để đổi lấy việc mất đi một đại công tước nàng đương nhiên biết cái nào quan trọng hơn không có chỗ cho cơ động trình uyên kéo khóe miệng ta mị cười không có được rồi ta có thể hứa với ngươi thương vân nghiến răng nghiến lợi nói nhưng ta phải làm sao đây khi đang nói chuyện một con tàu lớn xuất hiện trong tầm nhìn của họ sau khi thuyền đến gần nó dừng lại trên bờ những người trên tàu không xuống tàu thậm chí trốn trong cabin thậm chí không có mặt trên bom cả trình uyên và thương vân đều nhìn vào con tàu đó là con tàu của liên minh võ sĩ của chúng ta thương vân cau mày nói thương vân còn không biết tàu của liên minh võ thuật đến đây con tàu chỉ lắc lư dừng lại những người trên đó cũng không xuống lấy lòng thương vân cũng không ai yêu cầu thương vân phải lên tàu rõ ràng thân phận của người trong thuyền không thấp hơn thương vân trình uyên gần như ngay lập tức nghĩ đến ai đang ở trên thuyền thương vân cũng nghĩ đến điều đó nên nước da của cô ấy thay đổi ngay lập tức ngược lại trình uyên an ủi thương vân đừng lo lắng anh ấy sẽ không xuống thuyền tại sao thương vân kinh ngạc trình uyên cười nhẹ nói nhìn xem đúng như lời trình uyên nói con thuyền giống như thanh kiếm vàng uy nghiêm ngạo nghễ đặt ở trên bờ trên thuyền không có một bóng người xuất hiện không lâu sau trên bầu trời xa xa lại xuất hiện một đống đen khác một chiếc thuyền khác lao tới cũng dừng lại trên bờ cũng đặt tư thế không người xa lạ nên lại gần cũng ngạo nghễ khuất bóng, càng ngày Thương Vân càng bối rối. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1457 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Chương 1461, ngược lại, Trình Uyên rất bình tĩnh, ngồi trên tảng đá, nhìn trời, mây và biển, trên mặt không hề có sóng. Anh ấy đang đợi, chờ cái chết của chính mình, và chờ cái chết của người khác. Thời gian không còn bao lâu, tàu thứ ba và tàu thứ tư năm ngày càng có nhiều tàu thuyền cập bờ. Những chiếc thuyền này rất kỳ quặc, chúng đều tôn lên nguyên tắc kẻ thù không di chuyển và tôi sẽ không di chuyển. Không ai xuất hiện, như thể họ biết Trình Uyên sắp chết, và tất cả đều đến để tiễn đưa anh ta chuyến cuối cùng. Thương Vân không khỏi thở dài, người rất nhiều mặt, Trình Uyên ngửi thấy mùi buồn tột độ từ cảnh tượng trước mắt. Đến nay, nhịp thở của anh ngày càng ngắn, hai tiếng đồng hồ anh ho ra máu ba lần, sau khi tính toán sơ sai, Trình Uyên tự diễu cười bọn họ đến sớm chắc mình còn cầm cự được ba ngày các quốc gia phía nam chỉ cần một ngày một đêm là có thể đến được đây thương vân nhắc nhở trình uyên bất lực gật đầu nói chà xem ra bọn họ không đến sớm quá một ngày một đêm đại công tước đến một khi đại công tước đến chắc chắn sẽ có một trận chiến khốc liệt xét cho cùng đại công tước là một cao thủ nếu trình uyên có thể giết được đại công tước anh ta sẽ rơi vào tình trạng kiệt quệ và điều đó có lẽ sẽ được tính bằng giờ hoặc phút đương nhiên đây vẫn là một kết quả tốt và kết quả tồi tệ là anh ta không thể giết được đại công tước đã muộn rồi một con tàu khác đến gần con tàu này khác với những con tàu khác khi nó được đậu trên bờ bởi vì có những người trên bom của con tàu này và nó vẫn là một nhóm người nhìn thấy con tàu và những người trên đó trái tim trình uyên chợt co rút lại đôi mắt mở to theo bản năng trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc thương vân sắc mặt cũng lộ ra phức tạp khi thuyền kéo vào bờ một bàn đạp dài được dựng lên rồi những người trên thuyền háo hức chạy qua đây có rất nhiều người trên thuyền nhưng chỉ có hai người thực sự xuống tàu bạch an tương và lý nam địch cả hai đều mảnh khảnh đến với trình uyên mắt nhìn nhau thời gian như đứng yên bạch an tương và lý nam địch kể cả thương vân đứng bên lề đều là những mỹ nhân tuyệt vời ban đầu trình uyên muốn che giấu bạch an tương và lý nam địch bây giờ hai người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt anh hiển nhiên che giấu không có ý nghĩa gì mặc dù anh không biết họ biết như thế nào vì vậy chỉ cần cảm thấy tự do và dễ dàng chết chết tự do và dễ dàng vì vậy anh ấy đã mở rộng vòng tay và mỉm cười cả bạch an tương và lý nam địch đều có quầng mắt đỏ và những giọt nước mắt trào ra trong hốc mắt họ đang cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc của mình bởi vì cả hai đã thảo luận về con đường khi họ đến họ sẽ không khóc khi nhìn thấy trình uyên bởi vì khi họ khóc trong lòng anh ấy cũng không dễ chịu và vì thế lặng lẽ ném vào vòng tay anh, ba người ôm nhau và tạo thành một quả bóng. Vào lúc này, cảnh này, thuyền trên bờ và tivi đóng trong cabin đều đang phát cảnh này, ngoại trừ Thương Vân ở con tàu đến sớm nhất. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1458 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Đông Tâm Tư Diễu Cợt, thật sự là huyết long, Diêm Vương này thật sự là tưởng tượng cùng rồng những người phụ nữ xinh đẹp như bạch an tương và lý nam địch cực kỳ khó tìm kết quả là trình uyên có hai người cùng một lúc và cả hai dường như rất hợp nhau tuy nhiên a bạc duẫn người ngồi bên cạnh lại có vẻ mặt ủ rũ bởi vì ơ ừ bayun nhìn thấy thương vân đứng bên cạnh ba người bọn họ thương vân là con gái của ông không thích hợp xuất hiện ở đây vào lúc này đối với a bạc duẫn mà nói là cực kỳ khó chịu rốt cuộc không cần biết đó có phải là sự thật hay không Trình Uyên chính là kẻ sát nhân đã giết chết hai đứa con trai của mình. Đặc biệt, cùng với sự chế giễu của Đông Tâm Tử, thì Thương Vân cũng được đưa vào nhan phu của Trình Uyên. Hừ hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, biểu đạt rõ ràng tức giận, thật không biết xấu hổ. Và trong một con tàu khác, Lý Mẫn cũng từ video giám sát xem cảnh tượng trước mặt. Tức giận nhảy dựng lên, chết tiệt, là hạn hán, hạn hán, lũ lụt, Lý Mẫn là một thành viên của Lý Gia và là cháu của Lý Kiến Quốc. Trước đây, vì sự tồn tại của Lý Kiến Quốc, toàn bộ đường dây của họ luôn bị chấn áp. Bây giờ Lý Kiến Quốc đã chết, và cha của anh ấy đang ở thời kỳ đỉnh cao. Anh ấy cuối cùng đã lên kế vị. Tôi nghĩ tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn và có thể dành thời gian và uống rượu. Nhưng đã bị buộc vào cái chết bởi một quy tắc bị phá vỡ. Những người đàn ông họ Lý chỉ có thể tìm kiếm những người phụ nữ sinh ra khi năm u ám. Mặt trăng u ám, mặt trời u ám, nếu không máu của họ sẽ bị vấy bẩn. Lý Mẫn luôn cho rằng sau khi phụ thân nắm quyền thì không thể lo lắng về quy củ này. Nhưng sự thật là sự thật, trước khi tới đây, phụ thân đã cảnh cáo nghiêm túc, tôi 25 và tôi thậm chí còn chưa chạm vào một người phụ nữ. Tại sao lại có hai mỹ nhân vô song trong cái thùng rác đang chết dần chết mòn này? Không có cách nào, chính là lý do chúng ta quy củ hạn chế sủng ái của thiếu gia đối với vạn nữ. Bên cạnh, một nam nhân cao gầy cúi đầu nịnh nọt, Lý Mẫn hừ lạnh, khi thấy vậy, người đàn ông cao gầy đột nhiên trợn mắt, nói nhỏ với Lý Mẫn, chờ tên kia chết đi, người có muốn lấy hai nữ nhân kia không, Lý Mẫn khẽ giật mình. Sau đó vẻ mặt vô cùng xấu xa nói, Lão Kiều, người cũng biết nội quy, ta, này sẽ ra ngoài, tính mạng sẽ không bị ảnh hưởng, đến lúc đó chỉ cần thay đổi một chút thiết bị giám sát. Thiếu gia liền có thể nghe được những lời này, hai mắt Lý Mẫn đột nhiên sáng ngời, người đàn ông cao gầy vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy biểu hiện của cậu anh biết không chỉ cần anh ta giúp lý mẫn chuyện này cho dù sau này anh ta thật sự lấy được lòng tin của lý mẫn địa vị của anh ta trong nhà họ lý cũng sẽ không thấp hơn chú hứa trước mặt nhưng thật ra trong lòng lý mẫn cũng đã có dự định nghĩ sau khi xử án xong sẽ tìm cách khiến lão già họ tề này bốc hơi sau đó lên bờ sau khi ba người chia tay trình uyên đã dẫn hai cô con gái vào vực sâu thương vân có vẻ muốn làm theo trình uyên quay lại cười bí mật với cô sao chúng ta đã lâu không gặp nhau, chúng ta định giữ ấm, em có muốn tham gia không? Thương Vân treo đỏ mặt, không biết xấu hổ, ở phía bắc của đảo, có một con tàu bị hỏng đổ vào bờ, đó là khi chỉ huy đạo trưởng và những người khác đang đuổi theo Trình Uyên. Họ gặp thủy quái và vội vàng bỏ chạy, cuối cùng thì phế bỏ con tàu tại đây, con tàu rất lớn, đồ đạc trong đó cũng rất đầy, thậm chí cả đồ ăn, v, v, đều đã bị phân hủy, nhưng những thứ này không quan trọng, Điều quan trọng là trong thuyền có giường và nệm trên giường. Cabin cũng có thể chống gió. Trình Uyên đưa Bạch An Tương và Lý Nam Địch vào con tàu bị hỏng. Cô con gái thứ hai rất ngạc nhiên, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1459 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Trình Uyên giải thích nguồn gốc của con tàu cho họ. Khi anh ta nói, anh ta bắt đầu ho, một vũng máu khác, hai người phụ nữ lo lắng không biết gì, giúp Trình Uyên vuốt ve ngực và lưng nước mắt chảy dài trên má, nếu nói không khóc, cuối cùng sẽ sinh tử. Sau khi dứt cơn ho, Trình Uyên bỗng trở nên yếu ớt hơn, dựa vào tường, ấp úng, Lý Nam Địch nhanh chóng tìm một tấm đệm và ném nó xuống đất. Khiến Trình Uyên ngồi tại chỗ, Bạch An Tương ôm lấy đầu anh, để anh đặt trên đùi non mềm của cô. Trình Uyên đưa hai người tới đây, đương nhiên là không muốn thoát khỏi Phượng Hoàng. Tôi sắp chết rồi, làm sao còn có tâm trạng như vậy? Đến đây, tôi chỉ không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình không muốn người khác xem chuyện cười chồng bạch an tương dụi mặt vào mặt anh nước mắt lăn dài trên mặt trình uyên sự miễn cưỡng của cô không thể nói thành lời trình uyên tận hưởng hương thơm ấm áp như ngọc của cô lúc này anh không màng danh lợi hay âm mưu gì anh chỉ muốn tận hưởng điều đó trong vòng tay của hai người phụ nữ của mình rồi chết lặng lẽ mặt anh ta thật bẩn thỉu trình uyên làm nũng làm nũng trong vòng tay bạch an tương xấu hổ quá, Bạch An Tương nhìn Lý Nam Địch, Lý Cảnh Hầu hiểu ra, đứng dậy tìm kiếm trên thuyền, tìm được chậu khăn tắm và nước, mang nó qua và giúp Trình Uyên dọn dẹp nó. Trình Uyên nắm tay cô và nói rất xin lỗi, anh có lỗi với em, Lý Nam Địch không thể kìm được với một tiếng wow, Bạch An Tương đỏ mặt và lau mặt cho Trình Uyên, Lý Nam Địch không biết tìm máy cạo dâu ở đâu, và có điện, bộ dâu đã không được cạo trong vài ngày. Và Trình Uyên có một vòng tròn sẫm màu trên cằm, cô đã cạo dâu cho anh ta sau khi làm xong tất cả những điều này trình uyên vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của bạch an tương và ngồi trên thành thuyền đưa tay ra ôm hai người phụ nữ vào lòng trên mặt nở một nụ cười anh nói trước bạn chết đi bạn thật hạnh phúc cảm giác hạnh phúc là thật nhưng nụ cười chắc chắn là giả một số tàu trên bờ dường như đã đạt được một sự hiểu biết ngầm nào đó tất cả đều kiên định với niềm tin rằng kẻ thù sẽ không di chuyển không ai ra khỏi cabin mọi người dường như rất kiên nhẫn chỉ có con tàu nơi Bạch An Tương và những người khác đến là đầy ắp người trên bom. Và tất cả họ đều tràn đầy lo lắng và một thảm cảnh không thể giải thích trên khuôn mặt của họ. Thật sự không có cách nào khác, thời xé trong hỏi Trình Tuấn Phong với đôi mắt của mình. Trình Tuấn Phong mím chặt môi, dùng hai tay giữ vào lan can, khẽ run, kể từ khi anh nói sự thật. Hơn chục người đã hỏi anh câu này, và mỗi lần anh hỏi, tim anh lại co rút. Lần này, anh ấy không trả lời thời sách, lục hải xuyên ở bên cạnh nhìn con tàu bị hớt váng trên bờ bằng ánh mắt nào đó lãnh đạo nói bọn họ là nhân vật cao cấp không quan tâm đến sinh tử của một quân cờ chúng ta phải làm gì đó đúng không thời xé trong nói với một ánh mắt trình tuấn phong lắc đầu khó khăn nói tiếp theo là chiến đấu với các vị thần chúng ta có thể làm gì tất cả những gì chúng tôi có thể làm là nói với anh ấy rằng chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ anh ấy cho đến khi anh ấy rời đi lục hải xuyên nói đừng làm phiền anh ấy Hãy để gia đình họ và cuối cùng lại được với nhau. Trình Tuấn Phong nghiêm nghị nói. Một vài lời nói đã tiêu tốn một nửa dũng khí của anh ta. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1460 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Tôi thích một cậu bé khi tôi còn học trung học. Trời tối, nó ấm áp trong căn nhà gỗ vùn. Ít nhất là bầu không khí ấm áp. Trình Uyên ngồi dựa vào giường. Bạch An Tương và Lý Nam Địch Trái Phải dựa vào vai anh cơ thể họ gần nhau, cả ba người đều được phủ một chiếc chăn bông dày. Lý Nam Địch kể cho hai người nghe bí mật của mình. Ồ, phải, lúc đó tôi là hoa khôi của trường chúng tôi. Tất cả nam sinh trong lớp đều tích tôi. Lý Nam Địch khoe khoang. Thật ra, nếu lúc đó tôi muốn tỏ tình với anh ấy, chúng tôi nhất định sẽ ở bên nhau. Thật không may, anh ấy bị tai nạn xe hơi và trở thành một người rau. Sau này ấy mới biết hôm đó mình đến kỳ kinh. Trong giờ học thể dục, mình nghỉ cô giáo nghỉ trên lớp nghe thầy kể lại thì thầy ra ngoài mua đường nâu cho mình he he con ngốc đó không biết nghe lời ai đã nói phụ nữ phải uống nước đường nâu trong kỳ kinh sau khi anh ta bị đánh rất nhiều đường nâu đã được giải trên mặt đất và nó trộn lẫn với máu kỳ thực chính là lúc đó ta cùng dì hai quyết định học y lý nam địch lúc nói ra vẫn có chút mê hoặc nhưng bây giờ nghĩ lại chuyện này dù sao trong lòng cô ấy cũng là một huẩn khúc hoặc có thể nói là vĩnh viễn hối hận vì cậu bé đang học năm thứ hai thực vật nên bố mẹ biết cậu không còn hy vọng tỉnh lại để bớt đau đớn và bớt áp lực ở nhà nên cuối cùng cậu đã từ bỏ việc điều trị rốt cuộc lý nam địch đã không học được khả năng đánh thức thực vật nhưng ngay cả khi anh ta có thì mọi thứ đã quá muộn nói xong cả ba người đều im lặng trong một khoảng thời gian ngắn chính là lý nam địch là người hồi phục đầu tiên cái đầu nhỏ của cô đột nhiên rời khỏi vai trình uyên cô mỉm cười và hỏi bạch an tương còn anh an tương đến lượt anh, Bạch An Tương thân thể run lên, vẻ mặt thất thần, a, à, ôi, ta cũng vậy, chàng trai mà bạn thích đã trở thành một người rau. Trình Uyên và Lý Nam Địch ngạc nhiên hỏi, khuôn mặt xinh xắn của Bạch An Tương ửng hồng, sau đó nâng cầm chân bóng lên, tự hào nói, tôi đã nói tôi cũng là một nữ sinh, thì mình nam một nữ đưa ánh mắt khinh thường về phía cô. Rõ ràng là cô ấy không nói điều này, đừng không biết xấu hổ, tùy tiện nói bí mật của mình, Lý Nam Địch đỏ mặt nói bạch an tương tỏ vẻ miễn cưỡng được rồi được rồi thực ra tôi tương đối đơn giản tôi đã không quan hệ từ khi còn là một đứa trẻ chỉ cần nói trình uyên e hèm lúc này trình uyên không khỏi ho đột ngột hai người phụ nữ sửng sốt vội vàng cầm lấy chậu rửa mặt vì sợ trình uyên sẽ ho ra máu trên chăn bông động tác điêu luyện khiến người ta cảm thấy xót xa có nửa chậu máu trong chậu bùm đúng lúc này bên ngoài cabin đột nhiên vang lên vài tiếng gõ trình uyên ngừng ho sắc mặt trở nên phờ phạc hơn, sắc mặt tái nhợt, anh ấy đã đến, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 1461 của tác phẩm đỉnh cao phú quý. Giọng của Thương Vân từ bên ngoài vọng vào, sau khi nghe được tin tức này, ánh mắt Trình Uyên hiện lên một chút chật vật, nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, anh mỉm cười với hai cô gái và nói, đã đến lúc phải nói lời chia tay, lời nói của anh ấy giống như một lá bùa hộ mệnh giết người. Khi thoát ra ngoài, Bạch An Tương và Lý Nam Địch đã bật khóc. Cô ấy nói rằng cô ấy đã ngừng khóc, nhưng cuối cùng hai cô gái đã khóc thành nước mắt, chứng kiến cảnh chia tay và không có ngày quay lại. Trái tim của Bạch An Tương và Lý Nam Địch như tan nát. Thời hạn dành cho người đàn ông của họ đã hết, và họ sẽ chết một cách hào phóng. Có trời mới biết trong lòng họ sẽ miễn cưỡng như thế nào. Không thể, anh không thể tiết kiệm chút công sức sao? Bạch An Tương kêu lên, Trình Uyên ôm cô lắc đầu. Em muốn chết nhìn chằm chằm một chút nói xong quay người bước ra ngoài nhìn thấy bọn họ miễn cưỡng nói lời từ biệt thương vân không khỏi nhíu mày những cảnh trong lần gặp đầu tiên với trình uyên hiện lên trong đầu tôi không hiểu sao lòng tôi lại có chút buồn bọ ngựa bắt ve sầu và chim vàng anh ở phía sau các thuyền trên bờ thuộc nhiều trại khác nhau họ là thù địch của nhau và họ có một sự hiểu biết ngầm về nhau về phần trình uyên ở trong mắt những người này ngay cả ve sầu cũng không coi hắn tốt nhất chính là con muỗi nhỏ dụ ve sầu không ai có thể nghĩ Trình Uyên là một mối đe dọa, và không ai quan tâm đến sự sống hay cái chết của anh ta. Tôi chỉ quan tâm nếu người đó sẽ xuất hiện khi anh ta chết. Trình Uyên đương nhiên cũng sẽ phớt lờ những người này, anh lên bờ và nhìn ra biển, Bạch An Tương và Lý Nam Địch bị tụt lại phía sau rất xa. Thương Vân đứng ở bên cạnh nói, "Chỉ cần gọi điện thoại, anh ấy còn khoảng 10 phút nữa là tới nơi." Trình Uyên ngây người gật đầu. Chẳng bao lâu, một con tàu khác từ trên trời ra khơi, bầu trời đen như mực nhưng trong mắt trình uyên đó là ngày tươi sáng những người khác không thể nhìn rõ nhưng anh ấy nhìn thấy nó thực sự con thuyền cập bến một người đàn ông béo đến mức có thể ăn được thức ăn của mình được một người đẩy bằng một chiếc xe lăn đặc biệt khổng lồ và đi về phía con tàu người đàn ông béo đến mức không thể chăm sóc bản thân này chính là đại công tước sau khi xuống tàu anh nhìn thấy trình uyên và thương vân đang đứng cùng nhau lại nhìn thấy mười mấy con tàu lớn bên cạnh ánh mắt anh chợt ngưng tụ he he không ngờ thiếu gia a bất hối lại là một cô gái xinh đẹp như vậy. mọi người đều biết rằng a bạc dẫn có ba người con trai, ít ai biết rằng cậu con trai thứ hai thực chất là một bé gái. tuy rằng nghĩa khí minh được cho là thuộc quyền quản lý của quân sự lịch, nhưng dù sao nó cũng không phải là đường dây trực tiếp nên tự nhiên không biết. thương vân không khỏi kinh ngạc, lãnh đạo nói với trình uyên hiện tại đã giao cho ngươi. nói xong lùi lại đại công tước đột nhiên nổi giận sư phụ a bất hối. Người liên minh chân chính ở nơi nào xúc phạm ngươi, thật sự là lừa gạt ta thế này, Thương Vân phớt lờ anh ta, trước khi đạt được thỏa thuận với Trình Uyên, đại công tước của liên minh Viễn Thông đã yêu cầu anh ta nhanh chóng đến đây để thảo luận về quy hoạch địa điểm trong tương lai của các quốc gia phía Nam, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 1462 của tác phẩm đỉnh cao phú quý, bởi vì hai trong số ba người con trai của A Bạc Duẫn đã chết, trong mắt của đại công tước a à, bất hối đương nhiên sẽ trở thành vua của liên minh chiến binh tiếp theo cô ấy muốn thảo luận về kế hoạch trang web với chính mình điều này cho thấy cô ấy coi trọng bản thân và sau khi cô ấy thành công liên minh chính nghĩa sẽ tự nhiên trỗi dậy đại công tước sao có thể từ chối chuyện tốt như vậy liền đến không chút do dự nhưng không ngờ thương vân lại sát cánh cùng trình uyên lúc này anh đã hiểu ra mọi chuyện hóa ra a à, bất hối chỉ coi anh như một đứa con trai bị bỏ rơi Trình Uyên ho vài tiếng lại nôn ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lạnh lùng nhìn đại công tước nói, ta sắp chết, anh không liên quan gì đến tôi sao? Đại công tước giận dữ gầm lên, Trình Uyên cười bất đắc dĩ, đương nhiên là quan trọng, bởi vì ta muốn cùng ngươi ra đi, đánh rắm, ta không đi đâu, Trình Uyên chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết trước khi ra đi. Để tập đoàn nhiên hề chấn áp hoạt động kinh doanh của các nước phía Nam bằng mọi giá, đó là tích lũy một con bài mặc cả một con bài mặc cả trao đổi cho phép liên minh võ sĩ từ bỏ đại công tước nhưng không ngờ khi đang thu hoạch thì tôi đã kiệt sức rồi anh ấy bây giờ đang ở trong tình trạng rất tồi tệ đứng đó cơ thể anh ấy đang run rẩy đại công tước tự nhiên cũng để ý đến cho nên vẻ mặt tức giận nguyên bản cũng bớt đi phần nào hắn đột nhiên nở nụ cười ha ha ta xem ngươi có chút chống đỡ hiện tại xem ra sợ rằng không sống nổi mới dám để giả vờ bị cưỡng bức đưa tôi đi tại sao bạn đừng nói bây giờ cạn kiệt giàu cho dù còn sống khỏe mạnh ta cũng chỉ là thực lực trung cấp còn ta là cao cấp thực lực của cấp cao và trung cấp là khoảng cách không thể vượt qua hãy đến và nói cho tôi biết tại sao bạn lại trước đây trình uyên đã giết một cao thủ cấp cao trong nghĩa khí minh khi đó đại công tước cũng nhìn thấy nhưng sau khi nghĩ lại hắn chỉ nghĩ trình uyên may mắn mới vừa rồi đối phương đánh giá thấp đối phương mới để cho hắn thành công nhưng lúc này đại công tước đối mặt với trình uyên đã cạn dầu trong lòng chắc chắn chỉ cần không coi thường đối phương không thể tự sát tuy nhiên trình uyên lại đưa tay chỉ về phía những con tàu lớn cười nhẹ nói bằng bọn họ đại công tước giật mình trình uyên rằng nếu ta giết ngươi bọn họ nhất định sẽ bỏ qua nhưng nếu ngươi giết ta bọn họ nhất định sẽ không đồng ý tất nhiên những người mà trình uyên đang đề cập đến không chỉ có trình tuấn phong và những người khác mà còn cả gia đình của a bạc duẫn ly và những người khác không biết họ là ai họ muốn dụ người đó thông qua trình uyên trước khi trình uyên tiêu hao bản thân và chết người đó đã đến cứu và cơ hội của họ đã đến nhưng nếu trình uyên chết mà người đó phớt lờ anh ta thì cũng không vấn đề gì việc lớn sẽ là vứt bỏ con cầm đồ của trình uyên và bố trí lại nhưng trước đó họ nhất định sẽ không để người giết trình uyên vì nếu trình uyên bị giết thì dù người đó có xuất hiện đi chăng nữa thì trình uyên cũng không được cứu nếu không cứu được trình uyên anh ta không thể mất đi một nửa sức lực và nếu không thể mất đi một nửa sức lực những người này chỉ có thể chạy trốn ha ha ngươi đang đùa ta sao đại công tước cười rộ lên có tàu từ các nước phía nam của chúng ta họ sẽ giúp ngươi vậy thì dùng thử nói xong trình uyên tháo thắt lưng của mình tháo chiếc cắt lưng làm từ các mảnh sắt ra và lắp lại ngay sau đó nó đã được lắp ráp thành một con dao mảnh sắt lần này khác vì lần này anh đào được mảnh sắt từ lăng mộ của vân thành và vào lúc này, mọi người bắt đầu bước ra khỏi cabin của những con tàu trên bờ. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1463 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Không chỉ Trình Tuấn Phong, một người nào đó đã xuống thuyền của họ và đến gần hơn. Các tàu khác cũng vào bờ, một trong số những người đàn ông đeo mặt nạ bước thẳng đến bên cạnh đại công tước và nhẹ nói: "Đại công tước, chúa tể của ngài đã có lệnh, ngài chỉ có thể phòng thủ chứ không thể tấn công." khuôn mặt của đại công tước trở nên xanh ngay khi anh ta nói điều này tại sao anh hỏi một cách ngờ vực con mẹ nhà nó này có quá bắt nạt không người đàn ông lạnh lùng nói mệnh lệnh của chủ tử nếu như ngươi dám làm trái không chỉ ngươi chết mà lực minh tộc cũng sẽ biến mất trên thế giới này đại công tước ngẩn ra còn nữa bồn tổ chúng ta còn nói nếu như ngươi dám đánh lại trên đời này gia tộc của ngươi sẽ biến mất lúc này một khuôn mặt kỳ quái khác đứng lên nói với đại công tước như vậy người hiện tại hy vọng có thể chống lại hắn tự nhiên khô héo bằng không người chết đi một người phụ nữ cũng nhẹ nói thật không công bằng đại công tước giận dữ gầm lên lúc này trình uyên cũng giật thót mình hắn nâng toàn bộ khí lực còn sót lại trong người hai mắt đột nhiên trở nên đỏ tươi như nước trong hồ chứa tập trung ở cửa thành lúc mở cửa thành tất cả đều ùa ra nước cũng không còn bao lâu như trước đòn cuối cùng mà một người phát nổ trước khi chết thường nằm ngoài khả năng nhận thức của con người đây là một lực lượng tuyệt vọng khi nhẹ tay để cấp dưới tàn sát phụ nữ trẻ em và dân làng đó bạn đã bao giờ nghĩ đến sự công bằng chưa trình uyên người vốn đã gần kề cái chết giờ phút này bỗng dạng dỡ hẳn lên đâu còn thấy mình sắp hết dầu bùm một âm thanh đất và đá dưới chân nứt toác và mọi người bắn vào đại công tước như một viên đạn đại bác đại công tước đang trợn chừng hai mắt cảm giác được tiểu cô nương nổi trận lôi đình không dám tấn công chỉ có thể vẫy vẫy bàn tay to dùng cả người chống đỡ trước đòn dữ dội của trình uyên bị đâm chắp tay lại và không làm gì cả đại công tước đột nhiên tự đắc mà gầm lên cho dù chỉ là phòng ngự ta sẽ canh giữ ngươi cho đến chết lòng bàn tay anh kẹp chặt con dao sắt của trình uyên trong lòng bàn tay nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người đều nhíu mày tất cả đều thở dài trong lòng quả nhiên thực lực tranh lệch quá nhiều cho dù là đại công tước cũng chỉ có phòng ngự, Trình Uyên cũng không có việc gì, đại công tước quá béo và thiếu nhanh nhẹn, nhưng điều này cũng khiến anh ta trở nên mạnh mẽ hơn những người khác ở khả năng phòng thủ gần. Có vẻ như lần này Trình Uyên sẽ chết vì tiếc nuối. Chỉ, vị đại công tước, người vẫn rất tự hào và bất động trong một giây, sắc mặt của ông ta thay đổi đáng kể trong giây tiếp theo. Bùm 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 bùm, tiếng nổ liên hồi, thình lình nổ vang, một luồng lực lượng mạnh mẽ, giống như thủy triều không ngừng đó rõ ràng là một con dao, nhưng nó bị đâm bởi 16 nhát dao, đại công tước không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Và anh ta bị động rút lui hết lần này đến lần khác. Rất nhanh, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1464 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Người biết, đại công tước mập mạp đi lại khó khăn, chỉ có thể dựa vào người mà đi, nhưng lúc này buộc phải nhanh chóng lui về phía sau. Hai chân chưa bao giờ nhanh như vậy lực lượng bộc phát khiến cánh tay hắn tê dại, hai tay không khỏi nhấc lên không chung, phòng, ngã nhào xuống đất, khuôn mặt anh ta đầy vẻ kinh hoàng, anh ta nhìn Trình Uyên với vẻ không tin nổi, chuyện này, chuyện này làm sao có thể, cảnh giới giữa ngươi và ta giống như một khe nước, làm sao, Trình Uyên ọc một ngụm máu lớn, sau cuộc tấn công, anh ta cảm thấy cơ thể mình trống rỗng, như thể anh ta thậm chí không thể đứng vững, anh ta loạn troạc và ném mình về phía đại công tước và sau đó thanh kiếm lớn của anh ta lại vươn ra lần này đại công tước cũng không có ngăn cản hắn nhìn mũi dao cắm vào trong lòng trình uyên cũng vồ về phía hắn trên mặt nở nụ cười mãn nguyện béo nói cho ngươi một bí mật từng có một cường giả trong thần võ cũng nói lời này với ta nhưng hắn cũng bị ta giết chết đại công tước thân thể ngã ngửa như một quả bóng tung lên một đám mây bụi trình uyên vồ lấy anh ta ngã xuống đất cùng anh ta sau đó bị trả lại và ngã xuống một bên trên lưng anh ta một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt anh ngoại trừ tiếng sóng biển toàn bộ dạn san hô trên đảo đều im lặng cuối cùng trình uyên bạch an tương và lý nam địch là những người đầu tiên phản ứng và đồng loạt lao về phía trình uyên và trình tuấn phong và tất cả họ đều lao đến bạch an tương quỳ xuống đất ôm trình uyên vào lòng lý nam địch cũng quỳ xuống trước mặt anh nắm chặt tay anh khóe miệng trình uyên chảy ra một tia máu thậm chí còn có chút khó khăn nhướng mi anh cảm thấy rằng cái chết đang đến gần vì bầu trời của anh, trời tối, cho dù đó là Bạch Ân Tương, Lý Nam Địch hay những người khác, mắt anh ấy từ từ mờ đi và hơi thở của anh ấy bắt đầu thay đổi nhanh chóng, khiến cho việc hít thở trở nên khó khăn. Đừng, đừng khóc, anh nói, cuối cùng, cuối cùng anh cũng muốn nhìn thấy em, em cười. Bạch An Tương và Lý Nam Địch cười, thật kỳ cục, thật xấu xa, Trình Uyên nói đùa, ok, xấu quá, ngay cả khi họ biết anh ấy muốn làm cho họ cười. Làm sao họ có thể cười được? tiếng khóc càng dữ dội hơn, giống như họ, Trình Uyên cảm thấy không muốn từ bỏ, nhưng những điều đáng lẽ phải nhanh chóng sắp kết thúc, trước mắt anh hoàn toàn là bóng tối, cánh tay bị trượt, nghiêng đầu và anh ấy đã chết. Gì? Bạch An tương đau lòng khóc, Lý Nam Địch cũng dựa vào Trình Uyên và khóc lớn. Trình Tuấn Phong nhìn con trai, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, một nhóm người đang khóc, những người xa lạ thở dài bí mật và bước lên thuyền. Đối với thi hài của đại công tước, không ai quan tâm. Xem ra, con rồng sẽ không tới. Bên trong một con tàu, Tiêu Viêm nói với Dương Duệ, hương vị bây giờ cũng rất khó chịu. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1465 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Những cảnh làm thân với Trình Uyên tôi cũng nghĩ đến, muốn khóc, ngồi trên sofa, Dương Duệ im lặng, cầm sợi len và kim đan bên cạnh lên đan nét cuối cùng. Áo len được dệt kim, sau đó hơi thở trên người anh đột nhiên thay đổi đột ngột căn cơ tu luyện không chỉ khôi phục mà còn có vẻ mạnh hơn trước bậc thầy nhìn thấy cảnh này nếm trải đôi mắt tròn xoe ngay lập tức một nụ cười đắc thắng nở ra trên khóe miệng dương duệ cuối cùng cũng đột phá đến siêu thần cảnh giới hương vị vô cùng sừng sốt người biết không thần võ cảnh giới đã là cảnh giới mà nàng không nghĩ tới cõi võ siêu thần này xin chúc mừng chủ nhân nếm thử sự hoảng sợ nhưng dương duệ lại lắc đầu thở dài nhưng nếu hắn không tới đột phá đến siêu thần cảnh giới thì có ích lợi gì và trong một chiếc thuyền khác a bạc duẫn và đông tâm tử nhìn nhau chết cứ như vậy chết đi cả hai người họ dường như không muốn tin rằng trình uyên lại chết như thế này rồng không xuất hiện dương duệ cũng không xuất hiện họ đến đây để làm gì làm gì đánh bạc hay không a bạc duẫn trầm giọng hỏi đông tâm tư tong suy nghĩ một lúc họ đoán rằng bây giờ dương duệ và vân dĩ hà phải ở trong những chiếc thuyền trên bờ nếu họ có một động thái táo bạo lúc này rất có thể họ không phải là đối thủ của Dương Duệ và Vân Dĩ Hà. Nếu đợi đến khi Dương Duệ Win giết được rồng cùng hạ thì nhất định hai bên đều thua. Lúc này khả năng thành công rất cao, nhưng bây giờ con rồng quan trọng nhất đã không xuất hiện. Cuối cùng, đông tâm tư nặng nề thở dài, cười khổ, quên đi, không xa tàu của họ. Trên con tàu nhỏ nhất, Vân Dĩ Hà, người đang nhìn chằm chằm vào màn hình, run rẩy dữ dội, nàng tái nhợt môi run run. Chết như vậy sao, tiểu đệ đáng thương của ta. Trình Uyên chết và qua đời dưới sự chú ý của mọi người. Nhưng cho đến khi anh chết, mọi người vẫn không muốn tin. Bản thân kẻ thù không muốn anh chết như thế này. Một số tàu bắt đầu quay trở lại. Một số người thất vọng. Một số người rất buồn. Bạch An Tương ngất xỉu thậm chí khóc. Đối với Bạch An Tương và Lý Nam Địch, bầu trời của họ đã sụp đổ. Bạch An Tương ôm chặt lấy thân thể Trình Uyên. Như muốn hòa vào cơ thể cô, người khác muốn kéo cũng không được. Lý Nam Địch cũng vậy. Một số người khuyên cô ấy nên giúp cô ấy đứng lên. Chỉ để thấy rằng sức mạnh của cô ấy đã trở nên tuyệt vời một cách đáng kinh ngạc. Mọi người buồn và buồn, bởi vì họ chỉ có thể nhìn Trình Uyên chết, dần chết mòn. Và không còn cách nào. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1466 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Không có gì có thể được thực hiện, và tại thời điểm này, một người bước ra khỏi đám đông và người đó từ từ vươn lòng bàn tay ra và ấn vào ngực trình uyên mọi người đều ngạc nhiên trên bờ biển bên trong thuyền quay đầu lại chờ đợi dương duệ đột nhiên mở to mắt nói với tiêu viêm sau khi nếm thử ánh mắt anh ta xoay người chạy về phía xe taxi hét lên chờ một chút chờ một chút người đó đã xuất hiện trình uyên vẫn được cứu trái tim của tiêu viêm đột nhiên trở nên kích động không thể giải thích được đến nỗi khi cô ấy hét lên giọng nói của cô ấy đã run rẩy trên bờ Trình Tuấn Phong bước tới, kinh ngạc hỏi, "Ngươi là?" Đây là một người đàn ông trung niên, trông trẻ hơn Trình Tuấn Phong vài tuổi, nhưng trên đời này nhiều người thật sự không thể đánh giá tuổi tác bằng vẻ ngoài. Đặc biệt là người đàn ông trung niên trước mặt, chủ nhà, Long, một lực liên tục xuyên qua lòng bàn tay của Trình Uyên. "Ờ", thân thể Trình Uyên đột nhiên run lên, trong miệng vang lên một tiếng rên rỉ, Bạch An Tương và Lý Nam Địch đang khóc đứng lặng người trong giây lát. Mọi người đều bị sốc, "Này, Long nặng nề thở dài, tìm một nơi yên tĩnh, mọi người đứng yên, Trình Tuấn Phong là người phản ứng đầu tiên, anh ta đột nhiên hét lên đầy phấn khích, "Mau lên, mau đưa Trình Uyên lên thuyền." Không ai biết con rồng đã đến bằng cách nào, có thể anh ta đang ở trong cabin của một con tàu nào đó. Nhưng bây giờ những thứ này đều không quan trọng, điều quan trọng là anh muốn cứu Trình Uyên. Trình Uyên tỉnh dậy và được nhấc bổng lên thuyền, nhưng anh không muốn nó. "Dừng lại, anh cố gắng lắm, mọi người dừng lại." Trình Uyên nhìn con rồng và nói một cách yếu ớt, ngươi không nói đây là một âm mưu và ngươi không muốn cứu ta sao? Hơn nữa, cho dù có thể cứu ta, ngươi có thể đợi đến khi bọn họ đi rồi, Long cười nhẹ. Lãnh đạm nói, muốn và không muốn, không phải sợ hay không sợ, câu này có vẻ đơn giản, nhưng nó cực kỳ độc đoán, biết rằng đây là một âm mưu, biết rằng những người khác muốn sử dụng âm mưu này để giết anh ta. Anh ta có thể chọn bí mật cứu họ sau khi những con tàu này biến mất nhưng long đã nói rõ với trình uyên rằng tôi không quan tâm đây có phải là một âm mưu hay không và tôi không quan tâm người khác muốn làm gì chỉ là tôi có muốn cứu nó hay không tôi sẽ tiết kiệm nếu tôi muốn tiết kiệm và tôi sẽ không tiết kiệm nếu tôi không muốn tiết kiệm và nó không liên quan gì đến người khác trình uyên không hiểu logic suy nghĩ của những người to lớn này nhưng chỉ tò mò về lý do tại sao anh ta lại thay đổi ý định tất cả các con thuyền đều im lặng mọi người trong tàu đều chăm chú nhìn trình uyên người được đưa vào cabin và con rồng bước vào cabin sau đó. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1467 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Chương 1471, Bạch An Tương và Lý Nam địch địch đi vào, nhưng lại bị rồng cản lại, cấm phụ nữ vào. Cô gái thứ hai tỏ vẻ lo lắng, Trình Tuấn Phong an ủi, có bạc thì mới nghe lời anh ấy. Long nói với Trình Tuấn Phong một lần nữa, ồ, tôi đã sai, nên như vậy, mọi người không được phép vào vẻ mặt của trình tuấn phong hiện lên một tia bối rối về con rồng trình tuấn phong và những người khác đương nhiên không biết họ là ai thực ra chỉ có dương duệ và vân dĩ hà giống như đông tâm tử và a bạc duẫn nhưng bây giờ tôi chưa thấy có biết hay không cũng không quan trọng điều quan trọng là anh đặt tay lên ngực trình uyên trình uyên từ cõi chết trở về vì vậy bất kể con rồng là ai nếu anh ta nói rằng trình uyên có thể được cứu họ phải chọn tin tưởng anh ta Yên nhiên với dáng người thướt tha và khuôn mặt xinh xắn cũng bước ra khỏi đám đông và đưa cho con rồng một chiếc vali nhỏ màu. Đỏ, sau khi Long nhận lấy nó, anh ta lưỡng lự, đôi mắt anh đảo qua từng thân tàu tù động trên bờ. Chỉ cần tôi cứu anh ta, kỹ năng của tôi sẽ giảm đi một nửa. Nếu bị gián đoạn giữa chừng, anh ta sẽ chết, nhưng nó sẽ không làm tổn thương kỹ năng của tôi. Vì vậy, hãy kiên nhẫn, anh ta nói với những con tàu. Nói xong anh quay người bước vào cabin, bên ngoài khoang tàu. Trình Tuấn Phong vội vàng bắt mọi người vây quanh con tàu. Từng người một, tất cả đều chăm chú và cảnh giác, lời cảnh báo của Long cho anh ta biết những khó khăn và nguy hiểm của quá trình này. Vì vậy, anh ta phải bảo vệ thời gian này không bị gián đoạn. Đương nhiên, Lục Hải Xuyên và những người khác cũng biết lần này là trọng điểm nên đều thầm hạ quyết tâm dù có chết cũng không bị người ngoài quấy. Dày, trên thực tế, không chỉ những người này, Vân Dĩ Hà bước ra khỏi cabin một con tàu, nhảy khỏi bong tàu, đến với Trình Tuấn Phong và những người khác và đứng yên dưới con tàu cô ấy nói với mọi người bằng những hành động thiết thực rằng nếu cô ấy muốn phá hủy sự điều trị của trình uyên thì trước tiên cô ấy phải vượt qua bài kiểm tra của mình trong phòng trình uyên vẫn còn rất yếu cô yếu ớt gục xuống chiếc giường lớn mềm mại tím tái và khó thở long đến bên anh mở chiếc vali nhỏ màu đỏ lấy trong đó ra một chiếc lọ xứ nhỏ một chất lỏng màu xanh ngọc được đổ ra từ chai xứ anh mở miệng của trình uyên và đổ vào đó chất lỏng tràn vào cổ họng Vô cùng cay cay, Trình Uyên không khỏi ho khan, giữ lấy, Long nói, ngay khi Trình Uyên vừa ho, cậu vừa phun ra chất lỏng màu xanh lục khắp nơi, anh đã nhìn thấy và uống loại thứ này, nhưng anh không chắc đó là trong mơ hay thực tế, thấy Trình Uyên đang ho người uống rượu, Long lại cho anh ta một ngụm, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 1468 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Tiếp theo, ta sẽ khai thông kinh mạch toàn thân cho ngươi. Quá trình này có thể hơi đau và cần tinh thần lực mạnh. Nếu kìm lại được thì sống, nếu không kìm được thì sẽ không còn nữa." Nói, không còn nghĩa là sao?" Trình Uyên khó khăn nói, "Nó chỉ cần được chôn cất." Long giải thích, Trình Uyên hơi bối rối. Sau đó, Long duỗi một ngón tay ra gõ vào bụng dưới của Trình Uyên. Chất lỏng màu xanh ngọc bích vừa vào cổ họng đột nhiên nhanh chóng trào ra. Uốn éo về phía bụng dưới, Trình Uyên có thể cảm nhận được sự va chạm điên cuồng trong cơ thể. Rất khó chịu không biết trải qua bao lâu cuối cùng chất lỏng đã tràn tới chỗ ngón tay của con rồng đang trì đột nhiên một cơn đau như xé rách cơ thể quét qua trong chốc lát gì loại đau này còn đau hơn cả chết trình uyên rốt cuộc không kiềm chế được nên hét lên nếu như ngươi nhịn đau loại này sau khi sống sẽ có ích lợi lớn cho ngươi long nói với trình uyên rất có thể tiến vào thần võ cơn đau vẫn tiếp tục và nó không hề giảm đi và trình uyên mồ hôi nhễ nhại ngay lập tức nó không mở mắt được, nhưng có thể cử động tay, nó nhặt một thứ bên cạnh, nhét vào miệng và cắn, ngay sau đó, long lại chỉ ra, lần này là ngực của mình. Gì? Trình Uyên chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn như thế này. Trong một khoảnh khắc, anh thậm chí còn nghĩ, cứ chết đi. Gì? Gì? Một tiếng hét phát ra từ cabin, khi những người trên bom nghe thấy, tất cả đều cảm thấy thất vọng, Bạch An Tương và Lý Nam Địch ôm nhau đau khổ, nước mắt lưng tròng họ chưa bao giờ nghe thấy quá trình hét lên như thế này đặc biệt bạch an tương vẫn còn nhớ có một vụ cháy ở một nhà hàng và chân của anh ấy bị kẹt vào các đường nối của cầu thang trình uyên đã đi thẳng vào bếp để tự cứu mình và vạn van đang cháy dẫn đến tử vong lúc đó anh ấy lòng bàn tay vẫn còn đó đau đớn vết thương bị lửa thiêu đốt cũng không làm cho hắn kêu gào như bây giờ có thể thấy hắn hiện tại đau đớn như thế nào anh ấy sẽ không sao đâu sẽ không lý nam địch cũng an ủi bạch an tương nhưng cách an ủi người khác này hơi khó nói, bởi vì cô ấy khóc dữ dội hơn Bạch An Tương, chưa kể người trên tàu này nghe thấy khó chịu, trên tàu khác người ta sờn cả da đầu khi nghe thấy. Yên Nhiên đến bên Bạch An Tương và Lý Nam Địch, nhìn họ khóc thành nước mắt, vô cùng thích thú, cười nói, "Chắc chắn rồi, đừng lo lắng, nếu tôi là Trình Uyên, bảo vệ hai người mỹ nữ, tôi chết cũng không hòa giải được. Anh ấy chắc chắn sẽ tồn tại." Trong khi thổn thức, Lý Nam Địch ngạc nhiên nhìn Yên Nhiên, nghi ngờ nói, anh là, anh là ai? Bạch An Tương cũng đang bận rộn, không ngừng khóc và đổ dồn ánh mắt tò mò. Yên nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, nói đúng ra, ta là bà nội của ngươi, ngươi là cháu gái và con dâu của ta, đương nhiên là không thân, tôi là bà nội của ông nội thứ 22 của anh. Những lời nói là tuyệt vời và vô cùng phi lý, Bạch An Tương và Lý Nam Địch nhìn nhau, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1469 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Lúc này hai người lại bắt đầu lo lắng, những gì người phụ nữ này nói rõ ràng là điên rồ. Và chắc chắn là có vấn đề với não của cô ấy. Nhưng người phụ nữ này chỉ giao thuốc cho người đàn ông. Có thể là bộ não của người đàn ông cũng bị lỗi. Để một bệnh nhân tâm thần chữa trị cho Trình Uyên, nghĩ đến đây, hai người phụ nữ tái mặt, Trình Tuấn Phong, người ở một bên, đột nhiên đôi mắt ngưng tụ sau khi nghe thấy điều này. Trái tim bắt đầu đập loạn xạ, anh chợt đoán rằng nếu người phụ nữ không nói dối, người đàn ông trong đó sẽ, dài, ngay khi Bạch An Tương và Lý Nam Địch cảm thấy người phụ nữ trước mặt họ là một kẻ mất trí, họ muốn giễu cợt và lợi dụng họ, và họ định đánh trả. Trình Tuấn Phong vội vàng bước tới, đè lên vai Bạch An Tương và Lý Nam Địch, nhỏ giọng nói, "Đừng lo lắng, Trình Uyên lần này thật sự được cứu rồi." Trình Uyên thực sự đã được cứu, màn biểu diễn của chú rồng khiến Trình Uyên cảm thấy cơ thể như được tiếp thêm sức sống các cơ quan đang suy sụp cũng hoạt động mạnh mẽ như kim đồng hồ đang tràn đầy sức mạnh. Nhưng loại đau đớn này thật sự khiến hắn không chịu nổi. Một hồi liền ngất đi, nếu không phải vì cắn một cái gì đó trong miệng anh ấy. Tôi sợ rằng anh ấy đã búng lưỡi của mình, tôi không biết nó đã trôi qua bao lâu, và Trình Uyên cảm thấy như một thế kỷ đã trôi qua. Cuối cùng thì cơn đau cũng thuyên giảm, hắn chậm rãi mở mắt ra, mới nhận ra tay trái của con rồng đang cắn trong miệng mình. Lúc này miệng đầy máu, nhanh chóng mở miệng, thả tay trái ra, Trình Uyên thở hồn hển xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi dùng lực quá mạnh, xương cắn bị lộ ra ngoài, Long thu tay lại, giơ lên trước mặt hắn nhìn, thản nhiên nói, cái này gọi là có quyền báo thù sao? Không có chú, Trình Uyên muốn giải thích, nhưng chợt nhận ra tên của mình không chính xác nên vội vàng thay lời. Tổ tiên, con chỉ đau quá, thật sự không biết mình đang cắn vào cái gì. Tổ tiên, Long Vĩ cau mày, rất là bất mãn, ta cái tên này sao nghe vậy, giống như là nguyền rùa trình uyên rất xin lỗi nó nhìn lên thì thấy mớ tóc đen trên đầu của long lúc này đã bạc trắng gần hết cứ như được nhuộm lại rõ ràng việc tự chữa bệnh đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng và kỹ năng nếu thế hệ không sai một người tuổi rồng theo người bình thường trên mộ có mấy chục mét cỏ nhưng anh ta trông vẫn như một người trung niên điều này cho thấy cảnh giới của kỹ năng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của một người cứu chừng đã tiêu hao gần một nửa kỹ năng tương đương với tiêu hao gần một nửa tuổi thọ của hắn. Vì vậy, hắn sẽ lập tức trở nên già nua. Tổ tiên, tại sao muốn cứu ta? Không phải ngươi đã nói trước? Trình Uyên rất có lỗi mà cảm động, Long Vĩ cau mày, nhẹ giọng nói, ta làm sự tình chưa bao giờ có lý do, nhưng đây là một âm mưu. Trình Uyên lo lắng nói, không phải họ chỉ muốn anh cứu tôi sao? Họ chỉ muốn đợi kỹ năng của anh giảm đi một nửa. Rồi, sau đó thì sao? Long chế nhạo, sau đó hợp lực giết ta. Trình Uyên yếu ớt gật đầu. Long lấy từ trong chiếc hộp màu đỏ một chiếc túi vải, trải trên giường, mở ra, lộ ra một hàng kim tuyến màu bạc sáng bóng, anh ta lấy ra một cách ngẫu nhiên mà không cần khử trùng và chỉ thản nhiên nhét nó vào bụng của Trình Uyên, trông như thể anh ta đang chút giận, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 1470 của tác phẩm đỉnh cao phú quý. Chương 1474, sau đó, nhẹ nhàng vặn, khi tôi còn trẻ Tôi đã gặp một chuyên gia nhận năm người học việc. Về phần tôi, tôi là người cuối cùng, thường được gọi là đệ tử đóng. Này, Gao Zen, Gao Zen thực sự là một kẻ điên nói chuyện và nói nhiều. Anh ta không có gì ngoại trừ tiền và một vài cuốn sách cổ. Hắn dạy ta luyện, kỳ thật là dạy ta nội dung sách. Ta nguyện ý cùng hắn luyện, kỳ thật là bởi vì hắn giàu có, ở thời đại đó có thể nuôi ta, nhưng thật kỳ là khi nói rằng anh ấy nói với chúng tôi những điều trong sách. Anh ấy không thể tự học được nhưng năm người chúng tôi thực sự đã học được từ nó. Sau đó năm người chúng tôi ngày càng tốt hơn, chuyên gia đã rất tức giận và ngừng nói với chúng tôi. Vì vậy, tôi đã bí mật lấy trộm tất cả những cuốn sách đó với Dương Duệ. Nói cũng kỳ quái, chúng ta tự mình xem, theo học tập ở trên không học được cái gì, nhưng để cho chuyên gia theo sách, chúng ta có thể thông suốt. Sách của sư phụ chết chưa kịp viết xong, chết vì tuổi già, anh ấy nói với chúng tôi về 30 năm sách và diện mạo của chúng tôi trong 30 năm này không thay đổi nhiều sau đó anh ấy chết và chúng tôi phát hiện ra rằng một cuốn sách đã bị mất bởi vì tôi luyện tập nhanh và hiểu biết của tôi cao hơn họ bốn người họ nghi ngờ rằng tôi đã ăn cắp cuốn sách tôi không buồn giải thích cho họ và sau đó mọi người đã bắn họ đi tôi là người có bản tính lười biếng tính tình không biết kiềm chế không biết kiềm chế rất thích phụ nữ xinh đẹp kỳ thực tôi không đầu tư nhiều vào việc luyện tập không giống như bốn người bọn họ đặc biệt là dương duệ thật sự là chăm chỉ làm sách nhưng không có cách nào cả. Đây là số mệnh, dù không đầu tư hay để ý, tôi cũng hiểu nhiều hơn họ. Cảnh giới của tôi ngày càng lớn và cao hơn họ. Gần 100 năm rồi bọn họ cho rằng mấy trăm năm qua ta cũng chậm như bọn họ. Còn một nửa kỹ năng, nói đến đây, một nụ cười xấu xa chợt hiện trên khóe miệng long. Ngay cả khi tôi chỉ có một nửa số kỹ năng của mình. Chúng vẫn ở trong mắt tôi, không là gì cả. Trình Uyên chết lặng, ngươi biết không, Long tuy rằng nói như vậy tự đại, nhưng thật sự là không nghĩ ra thực lực gì tự tin vẫn không để dương duệ vào mắt cho dù mất đi một nửa kỹ năng dương duệ kể từ khi biết cái tên này anh đã là biểu tượng của sự bất khả chiến bại trên thế giới hắn là sư phụ của đông tâm tử a bạc dẫn đạo trưởng tiêu viêm và những người khác với thực lực của bản thân hắn ngự trị trong giới võ lâm của đông phương bất bại khiến các cường giả trong bộ tứ không dám manh động trình uyên thậm chí còn không dám tưởng tượng mình mạnh đến mức nào tuy nhiên đây là một bộ dáng không thể dò được, ở trong mắt Long cũng không là gì, hơn nữa hắn còn mất đi một nửa chiêu thức. Trình Uyên nghi ngờ rằng anh ta đang khoác lác, những lời anh nói trước đó khiến Trình Uyên càng thêm bối rối. Cậu chủ không học được gì, nhưng mỗi người trong số 5 người học việc đều trở thành bậc thầy của thế giới. Không chỉ vậy, 5 người học việc còn sống sót theo chủ nhân đến cuối đời. Chuyện này thật vớ vẩn, tôi không sao chứ? Trình Uyên ngập ngừng hỏi Long, sau khi con rồng thổi bay nó, suy nghĩ về điều gì đó. Anh ta nói, gần một chút, Trình Uyên nhắm mắt, im lặng chờ đợi. Anh cho rằng Long nói hơi quá, chỉ là một chút thời gian, có thể là vài giây, hoặc vài phút, nhưng anh không ngờ rằng đó là nửa ngày. Long đâm vào cơ thể Trình Uyên với tất cả 36 mũi kim còn lại. Cơn đau xuyên thấu đó một lần nữa quét qua các dây thần kinh. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1471 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Gì? những người bên ngoài cabin ai nấy đều kinh hãi khi nghe tiếng la hét phát ra từ bên trong thời gian đi từ từ khi trời tối trình uyên mồ hôi nhễ nhại như thể vừa được vớt ra khỏi xô anh cảm thấy rằng anh đã đổ mồ hôi cả đời không phải em nói là suýt sao trình uyên nhẹ nhõm hỏi nghiến răng sau khi cơn đau giảm bớt long cười nhẹ nói thực sự chỉ là hơi quá thân thôi nói xong anh dùng ngón tay chạm vào trán trình uyên bùm một tiếng động lớn vang lên trong đầu trình uyên như muốn nổ tung mắt anh tối sầm lại và ngất đi ngay lập tức trình uyên chồng bạn thức dậy chồng anh không sao chứ trình uyên anh cả không biết đã qua bao lâu bên tai trình uyên có tiếng gọi cậu nghe xong muốn mở mắt ra nhưng không được mí mắt nặng trĩu như đang đè nặng xuống và vào lúc này khoang đầy người cả bạch an tương và lý nam địch đều nhảy đến bên trình uyên lấy khăn lau mồ hôi cho anh trình tuấn phong lo lắng hỏi long anh ấy thế nào nhìn thấy lông của con rồng đột nhiên biến thành màu trắng. Trình Tuấn Phong đã bị sốc, lòng nhàn nhạt, nhạt liếc hắn một cái, nói, đêm nay trông đỡ xong rồi, lúc này, trời đã nhá nhem tối, nói xong Long quay lưng bước ra ngoài, yên nhiên vội vàng chạy đến giúp anh, Long cười với cô và nói, em không sao, yên nhiên nhìn hắn một cái khó khăn, khó miệng, hai người bước ra khỏi cabin, ra khỏi bong tàu và đến bờ, Trình Tuấn Phong nhận ra điều gì đó và vội vàng đuổi theo. Sau khi nhìn thấy con rồng trên bờ, anh ta vẫy tay với nó và nói, hãy đưa nó đi, Trình Tuấn Phong hơi dối, chắc anh cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra nên vô cùng xúc động. Anh ta quỳ xuống bong tàu và quỳ ba đầu về hướng của con rồng. Ba cái đầu này tượng trưng cho sự tôn trọng, lòng biết ơn và sự tôn kính tối cao. Con rồng chỉ khẽ gật đầu, như dự đoán, một người bước ra khỏi cabin của một con tàu, nhìn thấy người đó, Trình Tuấn Phong cảm thấy thắt lại, vội vàng kêu lên hai tay, đi. Anh ấy không có sự lựa chọn, chiến đấu với những kẻ bất tử không phải là thứ mà họ có thể kiểm soát ở cấp độ này. Và một khi Trình Uyên tỉnh dậy, anh ấy sẽ không bao giờ đứng ngồi không yên, nhưng một khi điều đó xảy ra, có lẽ cuối cùng anh ấy sẽ hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1472 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Tàu, từ từ ngoài khơi cho đến thời điểm này, chỉ có một tàu trong số họ ở ngoài khơi còn các tàu khác thì án binh bất động trên con tàu khác người bước ra khỏi cabin là dương duệ dương duệ đứng trên bom tàu nhìn con rồng tóc bạc từ trên xuống dưới cười nhạt tiểu sư huynh đã lâu không gặp long chắp tay sau lộ ra vẻ bình tĩnh thần sắc thần sắc tuấn lãng mất đi thần sắc bất diệt đạo đức giả dương duệ không quan tâm khi bị cho là đạo đức giả anh vẫn cười thiếu ra trốn ở đâu nhiều năm như vậy long đan mô hỏi trốn câu hỏi này gợi lên ký ức mấy chục năm trước của hắn khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, đồng thời giữa lông mày lộ ra một tia tiếc nuối, nụ cười có thể được nhìn thấy, nhưng sự tiếc nuối này chỉ có thể được trải nghiệm bằng nhận thức. Mấy chục năm nay tôi lấy vợ 20 đời, có người lận đận, có người qua đời vì bệnh hiểm nghèo, có người ra đi một mình sau khi già, có người ly hôn vì nhiều lý do, có người đã chết thật sự, khi long sang chảnh, thậm chí có 6 người vợ cùng lúc là một cuộc sống mà các ông trời cũng phải ghen tị. Hắn không thiếu cơm ăn áo mặc, không ai dám quấy dày hắn bao nhiêu năm nay chỉ vì một lời hứa nào đó tôi đã sống ẩn giặt như những người bình thường đã từng là bác sĩ công chức nhà nước ông chủ cổ trắng sao tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn và chỉ có một nhiệm vụ nghĩa là việc giám sát kho tiền không thể được tư nhân hóa chính vì sự tồn tại của mình dương duệ và những người khác với tư cách là những người bảo vệ kho tiền chỉ có thể là người bảo vệ trong hòa bình bởi vì không ai nghĩ rằng họ có thể đánh bại con rồng bọn họ không dám độc chiếm ngân khố bởi vì về phương diện này rồng có sức mạnh sống chết không ai nghĩ có thể đánh được rồng vì vậy trò chơi này là nhằm vào những con rồng ngay từ đầu sức mạnh huyết thống của trình uyên mọi thứ mà dương duệ sắp xếp với vân dĩ hà là để cho trình uyên tiếp tục tiến bộ và phát triển nhanh chóng khi lớn lên con rồng bắt đầu chú ý đến anh ta và anh ta lớn lên chỉ ra nơi mà anh ta bị gây ra bởi tác dụng phụ của sức mạnh huyết thống lý do tại sao họ chọn cách này là vì họ biết rồng và quan tâm đến cảm xúc kỳ thật những năm này con rồng thật sự không trốn sống rất tốt sống rất thực sống tự do hơn dương duệ và những người khác đúng là trốn nghĩ đến đây lòng chợt mỉm cười gật đầu thừa nhận ta đang trốn trong thiên hạ dương duệ cau mày lòng khinh khỉnh nói thế giới tốt lắm thật hơn thiên đường bong bóng còn thoải mái hơn cả địa ngục xấu xa có nghĩa là Dương Duệ và những người khác sống trong thiên đường trong tưởng tượng của riêng họ và địa ngục độc ác trong lòng. Họ, nụ cười trên mặt Dương Duệ hơi cứng lại, lòng hỏi Dương Duệ, để đạt được mục đích, người còn là một trinh nữ đúng không? Cháu, ta không giống nhau, con cháu ta ở khắp nơi, ta đã nếm trải mọi thú vui trên đời, anh thấy thế nào? Dương Duệ ngược lại chào hỏi, lòng nhún vai, tốt lắm, sau khi nói xong, cô ôm yên nhiên vào lòng và hôn lên chán cô, vì kinh nghiệm đã kết thúc chúng ta hãy đi chết dương duệ nói với một nụ cười trống rỗng trên khuôn mặt của mình bất cứ ai bị cho là tiểu trinh đều sẽ không vui kể cả đại thiếu gia trước sự đe dọa của dương duệ long không quan tâm thay vào đó anh ta mỉm cười với con tàu kia và nói chị tiền bối cũng xuất hiện đi khi lời nói đó rơi xuống một người bước ra khỏi cabin của con tàu đó và đó là vân dĩ hà cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo mời các bạn theo dõi chương 1473 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Nhìn thấy con rồng, Vân Dĩ Hà hơi xúc động, đã lâu không gặp, cô nói nhỏ, nhìn thấy Vân Dĩ Hà, lòng cũng không bình tĩnh như nhìn thấy Dương Duệ, ánh mắt đột nhiên sáng lên, sau nhiều năm như vậy, tiền bối vẫn như vậy sáng lạn, động lòng người, vừa nói ra lời này, Vân Dĩ Hà không có làm gì, yên nhiên bên cạnh Long nhìn chằm chằm Vân Dĩ Hà hung dữ, như thể đối mặt với kẻ thù, bực bội nói: ngươi cùng nàng có quan hệ gì long dường như nhận ra giọng điệu của yên nhiên không được tốt lắm không khỏi ho khan một tiếng không phải món ăn của tôi đừng nghĩ lung tung ngược lại vân dĩ hà nhìn thấy cảnh này khẽ nhíu mày vươn vai nhưng là ngươi già rồi long sờ lên mái tóc bạch kim của mình và hỏi yên nhiên em già rồi à yên nhiên đau khổ gật đầu rồi lại lắc đầu chỉ là tóc đã già nhưng khuôn mặt thì không già ồ vậy thì em cứ yên tâm long gật đầu ghê tởm nhìn biểu hiện tình cảm vô tư lự của bọn họ, vẻ mặt của Vân Dĩ Hà đột nhiên thay đổi. Cô lạnh lùng nói, Long cười, chị ơi, chị ghen à, đánh giắm, Vân Dĩ Hà đột nhiên tức giận. Trong ba người, con rồng thực chất chỉ đang dạo chơi trong thế giới, nhưng thực tế, chỉ có Vân Dĩ Hà là thực sự giống người. Bởi vì cô ấy có thể tức giận, vui vẻ và buồn bã vì điều gì đó, cô ấy sẽ không ngụy trang cảm xúc của mình quá nhiều. Đối với con rồng, anh ta phải luôn giữ vững phong thái và sự kiêu ngạo tự do và dễ dãi đó bởi vì anh ta vẫn muốn dựa vào cô gái bong bóng này ánh mắt của long quét qua khuôn mặt của vân dĩ hà và dương duệ thở dài nhiều năm trước tôi đã tỏ tình với cô ấy nhưng cô ấy đã từ chối khi đó cô ấy chỉ có cây du bên cạnh điều này đã được nói với yên nhiên và nó cũng gián tiếp làm sáng tỏ mối quan hệ giữa ba người với yên nhiên yên nhiên rất tức giận một lát nữa tôi sẽ đấu với cô ấy không phải vô cớ mà cô ấy tức giận. Chủ yếu, người đàn ông của mình đã tỏ tình với phụ nữ của người khác và bị từ chối. Chết thật rồi, cô và Long Thú nhận tội. Tức quá, Long gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không, ngắn một cái thôi. Hả, yên nhiên giật mình. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, một người bước ra khỏi chiếc thuyền thứ ba. Người đàn ông này dáng người vạm vỡ. Mặt đen, dâu đen, thoạt nhìn đã ngoài 50 tuổi. khí chất trên người anh ta hoàn toàn khác với những người khác ở hiện trường sự ảm đạm và thờ ơ là cảm giác đầu tiên anh cả người này cũng đưa tay cho long anh liên long đáp liên tục trong số năm người người bí ẩn nhất là người chưa từng ở trong núi hay xương mấy năm nay phiêu bạt khắp thế gian như một con rồng nhưng không hề giữ chức vụ hay hứa hẹn gì thực sự không bị kiềm chế hơn con rồng anh đức xá đâu long tò mò hỏi tôi sẽ để anh ấy lại năm anh chị em của họ dương duệ liên thiên đức xá vân dĩ hà và long lúc này bốn người chơi thực sự chỉ còn thiếu một mình Đức Xá. Anh ấy sẽ không đến, Dương Duệ nhẹ giọng nói, ý nghĩa rất rõ ràng, Đức Xá không nằm trong kế hoạch này. Con rồng gật đầu nói, người thật muốn lần này làm cho ta chết. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1474 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Dương Duệ gật đầu, đã đợi nhiều năm, đây là một cơ hội tốt. Liệt Thiên lạnh lùng nói, Vân Dĩ Hà không phản ứng. Long hỏi, em thấy anh có ngoan không liệt thiên lạnh giọng nói ngươi cứu tên nhóc đó bằng thuật mở mạch thực lực của hắn giảm đi một nửa bây giờ giết ngươi thật dễ dàng long chợt cười cho dù sức lực của ta giảm đi một nửa các ngươi nghĩ có thể làm được không thưa các anh chị em vậy thì thử đi liên thiên rõ ràng là người lo lắng nhất trong số ít người bị con rồng kích động như vậy hắn lập tức bắn ra chỉ thấy thân ảnh biến mất xuất hiện trở lại chính mình đã đi tới trước mặt của con rồng Yên Nhiên bị sốc, nhưng trong một giây tiếp theo, lòng ngoắc ngoắc cái eo liễu của nàng rồi bay về phía sau một cách bất ngờ. Trời đánh đá xuống đất một đấm, bùm, đất đá xung quanh sụp đổ, đất đá bay ngang, ngay cả thuyền trên bờ cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Giữa cát và đá bay, một bóng người đột nhiên lao ra, phủi bàn tay tiên nữ, vùng đi tảng đá hỗn loạn, Vân Dĩ Hà lấy lòng bàn tay tát vào con rồng, không khí xung quanh bang 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 liên tục bộc phát đến choáng ngợp năng lượng tiêu đốt cuốn đi về phía Long và Yên Nhiên. Long muốn giải nghệ một lần nữa, nhưng anh nghe thấy Byron trong tay anh hét lên, để nó cho tôi, mụ phù thủy già này. Cô đột nhiên thoát khỏi vòng tay của con rồng, một đôi chân dài và cong đẹp đẽ, thô bảo dẫm lên làn sóng nhiệt từ lòng bàn tay Vân Dĩ Hà. Bùm, hai bóng người bay lộn ngược ra ngoài, thấy vậy, lòng định bế yên nhiên lên thì bất ngờ cơ thể anh rung lên dữ dội. Bởi vì Dương Duệ không biết từ lúc nào, hắn đã xuất hiện ở phía sau hắn sư huynh ta đã tiến vào siêu thần võ trong cabin của một con tàu vẫn đứng yên đông tâm tử và a bạc dẫn nhìn nhau họ là học việc của dương duệ họ biết kế hoạch của dương duệ họ luôn muốn giết dương duệ nhưng vào lúc này nhìn thấy trận chiến giữa hai vị sư phụ này ánh mắt của cả hai đều lộ ra vẻ kinh hãi hai cường giả trung cấp trong thần võ đột nhiên cảm thấy thực lực của mình không thể chống chọi nổi trước bất kỳ người nào trong số này ngươi sẽ tiếp tục đợi hay là chạy đi A Bạc dẫn ánh mắt lóe lên một tia chật vật, ý bảo Đông Tâm Tư suy nghĩ lại. Đông Tâm Tư trên trán khoan từng hạt mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi, chờ đã, A Bạc dẫn nuốt nước bọt và bôi nhỏ. Đông Tâm Tư trầm giọng nghĩ, không có chỗ nào trốn, chúng ta không thể nhìn lại nữa. Ở phía xa, biển, trên bong của một con tàu đang trôi giạt, nhiều người, trong đó có Trình Tuấn Phong, bàng hoàng khi chứng kiến khói bụi bốc lên từ các đảo và đá ngầm. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1475 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Và trong cabin, có một tai nạn nhỏ. Trình Uyên Thức dậy sớm hơn Long mong đợi. Anh mở mắt ra và nhìn thấy Bạch An Tương và Lý Nam Địch đang đứng bên cạnh anh. Hai người họ đang dọn dẹp cho anh ta. Bạch An Tương nhìn lên và chạy vào mắt Trình Uyên. Và ngay lập tức choáng váng. Nhìn thấy Bạch An Tương đột ngột dừng lại. Lý Nam Địch tò mò nhìn cô và nhìn theo ánh mắt của cô về phía Trình Uyên. Sau đó, sáu con mắt gặp lại nhau cô gái thứ hai lao về phía trình uyên với đôi mắt ngấn lệ trình uyên ôm chặt lấy họ tuyệt tuyệt ngươi không sao ngươi không sao họ hét lên đầy phấn khích quên mất điều đó bởi vì long nói rằng chỉ cần trình uyên sống sót qua đêm nay sau khi tỉnh dậy sẽ không sao cả nhìn thấy anh lúc này tỉnh táo bọn họ vô cùng phấn khích không có gì hạnh phúc hơn những gì mất đi rồi lấy lại được và chính người đàn ông quý giá nhất trong cuộc đời của họ mất đi rồi mới lấy lại được nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của hai người phụ nữ. Thời sách lao vào phòng mà không biết chuyện hiện tại. Đại ca, anh vui mừng kêu lên, anh tỉnh rồi à, Trình Uyên mỉm cười với ba người họ và cố gắng đứng dậy. Nhưng đột nhiên, anh cao mày, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Phần còn lại thì sao, người đã cứu tôi ở đâu? Bạch An Tương và Lý Nam Địch luôn canh giữ bên cạnh Trình Uyên. Không quan tâm đến những thứ khác, tự nhiên họ không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Thời sách biết điều đó, khi Trình Uyên hỏi, thời sách nhìn quanh và trả lời câu hỏi với lương tâm cắn rứt. Ừm, um, anh à, cơ thể anh lúc mới khỏi bệnh nặng rất yếu. Điều anh cần nhất lúc này là nghỉ ngơi. Vậy nên, anh nghỉ ngơi thật tốt. Còn lại chúng ta sẽ làm. Trình Uyên không phải là một kẻ ngốc. Thấy thời sách do dự, anh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, anh ta thấy rằng con tàu đang di chuyển. Bất chấp sự can ngăn của Bạch An Tương và Lý Nam Địch. Trình Uyên mở rèm cửa cabin. Và ngay lập tức, một làn sóng tối đen, cuồng nộ, tràn ngập ánh trăng hiện ra trước mặt anh. Trình Uyên choáng váng, anh từ từ ngẩng đầu lên và nhìn lên bầu trời, được dẫn dắt bởi một vầng trăng tròn. Bầu trời đầy sao lấp đầy toàn bộ bầu trời, như thể rắc một lớp vầng trắng lên một màn hình đen khổng lồ. Đêm, có một lớp vui mừng trên khuôn mặt anh ta, có đêm trong thế giới của riêng tôi. Bình thường, nhưng anh chưa kịp vui mừng thì một tiếng gầm nhẹ từ đằng xa truyền đến. Trình Uyên sắc mặt thay đổi rõ rệt, đại ca, thời sách muốn khuyên can, Trình Uyên không nhịn được nói, đẩy anh ra rồi bước ra ngoài. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1476 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Bước ra khỏi cabin, anh bị Trình Tuấn Phong và những người khác chặn lại. Trình Uyên, bình tĩnh, khi Trình Tuấn Phong nhìn thấy Trình Uyên bước ra, đầu tiên anh ấy có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó anh ấy nghiêm nghị ôm vai. Anh biết Trình Uyên muốn làm gì, đó là chuyện của thần chúng ta rốt cuộc không thể làm gì được nếu bây giờ quay trở lại chúng ta chỉ có thể đưa những huynh đệ quan tâm đến ngươi gặp nguy hiểm dù muốn báo ân cũng phải phán đoán tình hình và chúng ta không được lãng phí công việc của anh ấy một cách vô ích chán trình uyên nổi đầy gân xanh thời sách của anh ấy đã nói sai điều gì đó anh ấy cảm thấy rằng trình uyên nên rất yếu sau khi anh ấy khỏi bệnh nặng nhưng trên thực tế thân thể hiện tại của trình uyên không hề yếu ớt ngược lại còn cảm thấy cơ thể lúc này tràn đầy năng lượng vô cùng lớn long đã dùng một nửa sức mạnh của bản thân để giúp trình uyên mở mạch vì vậy vẫn còn một phần sức mạnh của con rồng trong cơ thể anh ta chưa bị tiêu hao thời gian trôi qua khi huyết mạch của trình uyên đã tích hợp hoàn toàn cơ thể của cậu ấy hoàn toàn nguyên vẹn giống như dùng sẻng đào một vũng nước để cho nước chứa nhiều hơn và kỹ năng mà con rồng lưu lại trong cơ thể anh ta tương đương với chiếc sẻng sắt này khi đó dù cái sẻng này cũng tiêu gần hết nhưng hiện tại kinh mạch trong cơ thể Trình Uyên vẫn đang trải qua quá trình này nên vẫn còn dấu vết của sức mạnh rồng trong cơ thể. Anh, anh không cảm thấy việc quay lại lúc này là vô ích. Nhưng Trình Tuấn Phong đã đúng, các anh trai và phụ nữ của anh ấy đã an toàn trên tàu. Và anh ấy không thể không nghĩ về điều đó, để tôi đặt xuồng cứu sinh xuống thuyền. Và vào lúc này, trên đảo không tên, Dương Duệ đột nhiên xuất hiện sau lưng Long và nói với Long rằng anh ta đã đột nhập vào cảnh giới võ thuật siêu. Phàm, khi nói chuyện, không khí xung quanh nhanh chóng trở nên lạnh lẽo cảnh giới siêu thần võ nằm ngoài khả năng nhận thức của hầu hết mọi người khi dương duệ đan áo len lần cuối hắn đã ngây ngần cả người bởi vì lúc đó hắn mới thực sự bước vào cảnh giới siêu thần võ và hắn thực sự biết được siêu phàm thế nào cảnh giới siêu thần võ là thật kinh khủng bụi trên bầu trời giống như đột nhiên bị ấn nút tạm dừng ở trong không khí sau đó biến thành những hạt nhỏ màu trắng với tốc độ cực nhanh giống như một lớp đường trắng rồi hết chiếc này đến chiếc khác rơi xuống và vỡ tan một lớp tinh thể màu trắng xuất hiện trên mặt đất dưới chân anh một lòng bàn tay của anh ta ấn vào vai rồng vì vậy nửa vai rồng cũng được bọc trong một lớp pha lê trắng trong suốt đông cứng con người có thể kiểm soát nhiệt độ của không khí không chưa kể đến việc a bạc duẫn và đông tâm tử lúc này đang trốn trong cabin cũng run lên vì kinh ngạc ngay cả liên thiên vân dĩ hà và thậm chí cả yên nhiên đang chiến đấu cùng phe cũng thay đổi sắc diện mọi người dường như đã quên mất mình nên làm gì bây giờ đờ đẫn nhìn dương duệ và long con rồng nhanh chóng bị đóng băng thành một tác phẩm điêu khắc trên băng theo cách này lòng bàn tay của dương duệ đã bị loại bỏ khỏi cơ thể anh ta và một dấu vết hưng phấn lóe lên trong mắt anh ta cho dù là thần võ cấp bậc cao nhất ta cũng chưa chắc đánh bại được ngươi cho nên ta đặt vòng này ta biết ngươi sáng sớm đã xem qua bố cục của ta cũng rất nhiều người xem qua bởi vì ngươi cho rằng sức mạnh lớn nhất của ta là chăm chỉ không động não, cho nên mới xem thường bố cục của ta. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1477 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Nhưng trên thực tế, anh đã nhầm rồi rồng à. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ làm cho bạn coi trọng bố cục của tôi. Bởi vì tôi thừa nhận rằng lợi thế lớn nhất của tôi là chăm chỉ. Dưới sự bướng bỉnh của ta, đằng sau bố cục mà tất cả các ngươi đều có thể nhìn thấu này, ta đã đi trước các ngươi một bước, tiến vào siêu thần võ vì vậy trò chơi này là một âm mưu và sự thăng tiến mà tôi làm việc chăm chỉ là âm mưu thực sự dương duệ đi vòng lại trước mặt con rồng bị đóng băng trên mặt nở nụ cười thành công nói lên mục đích thực sự của mình rõ ràng sau khi đánh bại con rồng bằng một chiêu thức anh ta không có chút lo lắng nào vào lúc này dương duệ thật sự cảm thấy mình là kẻ bất khả chiến bại trên thế giới lời nói của anh ta đầy kiêu ngạo từ từ duỗi một ngón tay ra và hướng nó về phía giữa chân mày long rõ ràng sức mạnh chứa trong ngón tay này đủ để nghiền nát tác phẩm điêu khắc băng rồng này không yên nhiên tỉnh dậy khuôn mặt trở nên vô cùng xấu xí cô hét lên và lao về phía dương duệ và tại thời điểm này vân dĩ hà đột nhiên đứng trước mặt yên nhiên và chế nhạo đối thủ của anh là tôi đi chỗ khác yên nhiên nâng cánh tay lên và quét đi vân dĩ hà bằng một động tác không muốn thể hiện sự yếu đuối vân dĩ hà cũng dùng đến chiêu thức để phủi tay tiên nữ chốc lát không khí xung quanh như bị người phụ nữ thứ hai rút cạn. Bùm, có một tiếng động lớn. Vân Dĩ Hà lùi lại vài bước và Yên Nhiên cũng bị chặn. Hai người họ xứng đôi vừa lứa. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Dĩ Hà chảy ra và cô ấy ngạc nhiên nhìn Yên Nhiên. Cô bị sốc trước sức mạnh của Yên Nhiên. Bạn biết đấy, Yên Nhiên trông giống như cô ấy chỉ mới đôi mươi. Tuổi thật của cô ấy thực ra không quá bốn mươi, nhưng cô ấy có sức mạnh tương đương với cô ấy. Tài năng của anh ấy thực sự không nên bị đánh giá thấp nhưng trong lòng yên nhiên đang lo lắng cô có thể làm chấn động sức mạnh của vân dĩ hà huống chi là sự tự mãn của cô trong việc đẩy lùi vân dĩ hà một lần nữa anh ta cố gắng lao về phía dương duệ lúc này ngón tay của dương duệ đã rơi vào giữa lông mày của long từ đó về sau trên thế giới này sẽ không còn ai là đối thủ của ta nữa dương duệ lãnh đạo nói tiểu huynh đệ người có lòng tin thật lớn là nó lúc này một giọng điệu chế diễu đột nhiên vang lên bên tai anh dương duệ sửng sốt bùm một tiếng nổ lớn ngón tay anh bật ra sau như bị điện giật bức tượng băng của con rồng đột nhiên xuất hiện vài vết nứt trong giây tiếp theo cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc lại xuất hiện ngọn lửa như thể cố gắng thoát ra khỏi lồng nó vùng vẫy thoát ra khỏi các khe nứt nhiệt độ cao như thiêu đốt ngay lập tức thay thế cái lạnh của môi trường xung quanh đợt nắng nóng đã đẩy người dân gần đó lùi lại họ không thể chống lại nhiệt độ cực cao này cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo Mời các bạn theo dõi chương 1478 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Ngay cả các tàu trên bờ cũng bắt đầu di tản ra biển. Thậm chí các tàu trên bờ cũng bị ảnh hưởng. Chỉ có Dương Duệ, khi nhiệt độ cao chạm vào, ấn xuống bằng cả hai tay. Không khí xung quanh anh lại hình thành băng giá dày. Bùm, các tinh thể băng bao quanh con rồng không tan chảy, nhưng vỡ hoàn toàn bằng một vụ nổ. Một cơn lốc lửa cực lớn bất ngờ lao thẳng vào bầu trời. Dương Duệ ánh mắt đầy khó tin. Làm sao có thể? hắn lần đầu tiên cảm động, kỹ năng của ngươi rõ ràng chỉ có 50%. Làm sao có thể tiến vào siêu thần cảnh giới đồng thời giảm năm sức lực thành công? Vân Dĩ Hà và Liên Thiên cũng đồng thời kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, yên nhiên lộ vẻ vui mừng, hừ lạnh một tiếng, tự đắc nói, hát, chỉ có thể trách bản thân quá yếu, cho dù chồng ta chỉ có 10% kỹ năng, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, con rồng lửa bay lên trời. Và sau đó quay ngoắt lại, dương duệ vội vàng đi đến bên cạnh vân dĩ hà và liên thiên lật tay nhanh chóng như thể tạo ra kết ấn nhanh chóng tạo ra hàn băng như thể đóng băng mình lại con rồng lửa quét ngang qua hàn băng trao liệng và tan biến dương duệ bị sốc và nhanh chóng bố trí một cánh đồng băng giá khác một lần nữa ba lần liên tiếp điều này có thể chịu được tác động của cơn lốc lửa lòng xuất hiện đi đến yên nhiên khuôn mặt lấm tấm những hạt mồ hôi mịn cả người khẽ run lên khi nhìn thấy điều này Yên nhiên nhanh chóng tóm lấy con rồng và lo lắng hỏi. Nó thế nào? Long cười chua xót đùng một cái. Yên nhiên nói rằng ngay cả khi con rồng chỉ có một lực lượng thành công. Dương Duệ và những người khác không phải là đối thủ của con rồng. Hiển nhiên, điều này không đúng. Băng lăng biến mất, lộ ra bóng dáng của Dương Duệ Vân Dĩ Hà và Liên Thiên. Cả ba người bọn họ đã giật mình toát mồ hôi lạnh và hoảng sợ. Bất quá, người hiện tại thực hung hãn như vậy. Liệt Thiên trầm giọng nói. Cả ba người họ cảm thấy không ổn đặc biệt là dương duệ vốn tưởng rằng mình là cường giả đầu tiên bước vào siêu thần võ bằng cách chăm chỉ luyện tập nhưng không ngờ rằng gen che long không chỉ tiến vào siêu thần võ từ lâu mà ngay cả kỹ năng cũng tiêu tan một nửa anh ta vẫn ở lại quyền năng trong vương quốc võ thuật siêu thần thánh nhưng cuộc đối thoại tiếp theo giữa long và yên nhiên đã khiến dương duệ một lần nữa ra khơi sóng gió tôi đã thuyết phục cậu rất lâu rồi hãy cứu một con nhưng cậu không chịu nghe Yên nhiên nhìn con rồng một cách trống rỗng và phàn nàn. Sau khi cứu Trình Nặc và cứu Trình Uyên, hai anh em này có đáng để bạn tính mạng và liều mạng không? Nhưng Long cười khổ nói, lòng bàn tay, mờ u bàn tay đều là thịt. Dương Duệ và Vân Dĩ Hà nhìn nhau chằm chằm. Sau khi cứu Trình Nặc cứu Trình Uyên, cứu một người sẽ tiêu hao năm sức mạnh thành công. Cứu hai, vì vậy, trên thực tế, Long hiện tại chỉ có hai cường giả thành công đỉnh phong. Nói cách khác, hắn chỉ có 20% kỹ năng nhưng vẫn không thể rơi ra ngoài siêu thần cảnh giới có thể thấy con rồng vào thời điểm bị lật đổ đáng sợ như thế nào hèn chi tôi biết đó là một cái bẫy và tôi không ngần ngại đến cứu trình uyên vân dĩ hà khó khăn nói hóa ra thực lực của tên đàn em quá mạnh nên chúng tôi không có trong tay mắt ở tất cả dương duệ cũng phải tỏ ra chua sót xem ra tài năng của một người quyết định tất cả dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể đuổi kịp anh liệt thiên trầm giọng nói tiền bối các vị sư huynh đừng sợ hắn cho dù là đỉnh phong bất khả chiến bại, hắn cũng đã kết thúc trận pháp rồi. Đây là thời điểm tốt nhất để thoát khỏi của anh ấy. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1479 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Ba người đều có suy nghĩ của riêng mình, nhưng có thể khẳng định một điều, suy nghĩ của ba người về cơ bản là thống nhất với nhau và họ đều đồng ý với lời của Liên Thiên. Con rồng bây giờ đang ở thời điểm yếu nhất. Nếu bạn không thoát khỏi nó vào lúc này thì sau này sẽ không còn cơ hội. Trên, Dương Duệ khẽ khịt mũi, với tốc độ khó có thể phân biệt được bằng mắt thường. Hắn đã tới rồng trong chốc lát, một đạo dài băng giá đã bị lôi ra phía sau. Bầu trời ráng xuống mặt đất một cú đấm, mặt đất run dày, vô số cát bay và đá bay về phía con rồng và yên nhiên. Vân Dĩ Hà cũng múa tay áo. Trong tích tắc, gió lớn, cát bay và đá dung chuyển từ trên trời xuống đã bị Dương Duệ hóa thành băng góc cạnh rồi bị gió cuốn theo vân dĩ hà, một chút tốc độ hơn và đường tấn công là, bị hỏng con rồng gầm lên, chặn yên nhiên sau lưng cô, ngọn lửa bốc lên bầu trời, khi đến vương quốc võ thần, anh ta sẽ thành thạo các kỹ năng của một miền và có tiếng nói cuối cùng trong miền của riêng mình. Đằng sau anh ta là một chút, nó cũng không cảm thấy nóng, cơn bão va chạm với cơn lốc lửa, băng tan hết lớp này đến lớp khác, nhưng những viên đá sắc nhọn đập thẳng vào con rồng như những viên đạn. Phốp, phun ra một mụn máu, lòng quyết liệt rút lui gọi sóng nhiệt cuộn lại tất cả đá và băng linh đều vỡ tan thậm chí bão băng linh cuồng bạo cũng lập tức tan giá lòng bàn tay của dương duệ đã được in trên ngực của con rồng lòng cũng đấm vào vai bùm bùm âm thanh tanh tách cực lớn chấn động dương duệ uyên trời đất cùng một lúc nhưng con rồng đã đóng đinh vững chắc tại chỗ không lùi bước nửa bước nhưng khóe miệng hắn lúc nào cũng chảy máu trên người lộ ra nhiều vết thương đáng sợ nửa người bị băng bạc quấn lấy trên thực tế, anh có thể lùi lại một bước và tránh khỏi lòng bàn tay của Dương Duệ. Nhưng nếu anh ta tránh được, rất có thể Dương Duệ sẽ va phải Yên Nhiên phía sau khiến con rồng không thể rút lui. Chính vì vậy, chỉ với 20% sức mạnh của bản thân, anh ta đã đối đầu với ba người giỏi nhất trong số họ. Bạn ổn chứ? Yên Nhiên bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, nhanh chóng tiến lên ôm lấy con rồng đang vỡ vụn, còn Dương Duệ Vân Dĩ Hà thì cả trời cao đất lở, vừa đứng dậy đã ói ra máu dương duệ là người đầu tiên chịu đòn anh cùng con rồng bắn phá và chịu nhiều thương tích nhất thứ hai là vân dĩ hà và liên thiên nhưng cho dù bị thương nhẹ lúc này cũng khó có thể đứng vững thân thể không ngừng run lên bần bật phải biết rằng thực lực sẽ luôn phát triển nhanh hơn so với sức mạnh của thân thể một đòn từ siêu thần cảnh giới cũng không phải người bình thường có thể ăn được cho dù có cùng một thân thể siêu thần võ cảnh bọn họ cũng không dám phản kháng đối thủ của họ ở cùng cấp độ một đòn cả hai đều thua một số người hầu hết muốn nhìn thấy tình huống này, ví dụ, Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn, đồng thời nhìn thấy cảnh tượng này, hai người đều rất cao hứng, và khác với họ, đúng lúc này, bên cạnh một tảng đá cách xa đá ngầm, có một bóng người đang ẩn nấp. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1480 của tác phẩm Đỉnh Cao Phú Quý. Cô ấy là Thương Vân, thực lực của Thương Vân không nên coi thường, nhưng khi nhìn thấy cuộc đối đầu trong siêu thần võ nàng kinh hãi mở miệng hồi lâu cũng không có giảm tốc độ loại trận chiến này đã vượt quá nhận thức bình thường của cô ấy với tư cách là một người cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người có thể mạnh mẽ đến mức cô có thể điều khiển và sử dụng toàn bộ vật chất của cơ thể để biến nó thành băng và lửa và khi đang bàng hoàng cô chợt thấy có người tham gia chiến trường biến thái này yên nhiên đang bảo vệ bên cạnh long và khuôn mặt đẹp trai của cô ấy thể hiện sự trang nghiêm và cảnh giác với người đến ba người tòng san nghĩ về a bạc duẫn và có một ông già lưng gù xuống thuyền khác ba người xuống hai chiếc thuyền và đi lại gần hơn mà không gặp khó khăn gì long được yên nhiên đỡ cơ thể run lên bần bật khóe miệng dỉ máu anh không thể làm thêm động tác nào nữa dương duy Win đang lắc lư trên bầu trời mặc dù ba người họ đứng riêng biệt nhưng cơ thể của họ đang lắc lư như thể họ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào dưới sự công kích của siêu thần cảnh giới không ai có thể bình an vô sự do đó trong số những người này người duy nhất còn có thể bắn được bây giờ là yên nhiên bậc thầy đông tâm tử và a bạc duẫn kỳ cùng chào dương duệ dương duệ vẫn im lặng sư phụ tình huống hiện tại giống như con bọ ngựa bắt ve sầu phía sau có con chim vàng anh sao đông tâm tư hỏi a bất vân cũng cười nhẹ chúng ta gần đây chỉ đoán được kế hoạch của sư phụ mà sư phụ người sáng sớm đã biết kế hoạch của chúng ta cho nên vẫn nhất định làm không quan tâm đến chúng ta không để vào mắt ta sao thật không may bạn đã nhìn thấy tình hình hiện tại, chúng ta là chim vàng anh, và các bạn đều đã ra. Ông lão lưng gù không nói gì chỉ cười tâu tuét với những người có mặt. Anh muốn làm gì? Liệt thiên trầm giọng, vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Khi cha hỏi, anh không kiềm chế được máu trong người trào dâng, máu trào ra khóe miệng. Vị tiền bối này, chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản. Đông tâm tư cười nói, gửi các vị tiền bối lên đường. Ba người chúng ta chia nhau kho tiền. Ngươi dám, liệt thiên tức giận nói. Sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới đều là lợi nhuận. Lúc đó tiền và quyền sẽ luôn là mục tiêu mà mọi người săn đuổi. Đông Tâm tư nghĩ đến A Bạc Duẫn và những người khác. Muốn lấy được ngân khố thì phải giết Dương Duệ và những người phụ trách ngân khố. Tuy nhiên, nếu Dương Duệ và những người khác muốn có kho tiền của riêng mình, họ cần phải thoát khỏi con rồng, đi một vòng, mục đích của những người này, trong phân tích cuối cùng, chỉ có một người này, Liên Thiên đương nhiên sẽ tức giận vì một tên đàn em muốn lấy thức ăn từ miệng mình nhưng thực tế bây giờ là họ đã mất